Các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 586, ngươi cút xuống đây cho ông. Thằng nhóc khốn nạn, trăm năm ta không xuất thế thôi, vậy mà trên đại lục này lại xuất hiện một tên ranh con ngông cuồng như ngươi. Hỏa thần mặt đầy căm hận nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật. Lão tổ tông, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Hoắc Thiên Triều đứng lên hét to, phế vật, hỏa thần tức giận mắng hỏa thiên triều hỏa thiên triều cảm thấy hắn thật là oan ức từ hắn là phế vật ngay cả một tên lĩnh vực cảnh nhị giai đều không đối phó được nhưng cũng không thể chỉ mắng mình hắn chứ cha hắn ông nội hắn cũng không phải đang nằm đó sao dịp thiên giật ngẩng đầu lên nhìn hỏa thần nhóc con quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ ta sẽ cho ngươi chết toàn thây hỏa thần tức giận chỉ vào dịp thiên giật nói dịp thiên giật cười lạnh sau đó giơ ngón tay chỉ vào hắn nói lão già chết tiệt quỳ xuống cầu xin tha thứ ta sẽ cho ngươi chết toàn thây mọi người mọi người trợn tròn mắt hắn không biết đây là chí tôn thiên đạo tiền bối hỏa thần sao hắn cho rằng hắn là bất khả chiến bại sao ngu ngốc còn dám ra vẻ trước mặt chí tôn thiên đạo bất kể là linh khí lợi hại đến đâu trước mặt chí tôn thiên đạo đều không có tác dụng bởi vì trên đời này không có một loại linh khí nào có thể có thể có hiệu quả với chí tôn thiên đạo được. Chỉ e rằng hắn còn không biết. Một số người nghị luận ầm ĩ cửu trưởng lão. Bạch Hàng Tuyết cắn môi nhìn Tô Mị Nhi. Tô Mị Nhi khẽ nói, yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, bản cô nương sẽ bảo vệ hắn, chí tôn thiên đạo mà thôi, cũng không đuổi kịp bản cô nương đâu. Nghe được lời của Tô Mị Nhi, Bạch Hàng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đây chính là chí tôn thiên đạo vị chí tôn thiên đạo này ra mặt vậy quả thật so với mấy chục thiên đạo cảnh còn khiến người ta kinh hãi và e dè hơn không biết sống chết hỏa thần nghiến răng nghiến lợi nhìn diệp thiên dật ngươi ra con mẹ nó vẽ với ông đây đấy à còn đứng trên đó làm gì đậu mé cút xuống đây cho ông sau đó diệp thiên dật lại phóng thích phép hủy diệt một lần nữa Phốc vị trí tôn thiên đạo kia không hề báo trước phun ra một nguồn máu tươi ngọn lửa bốc cháy cũng bị dập tắt cả người nặng nề rơi xuống từ hư không đúng vậy trí tôn thiên đạo lợi hại trên đại lục này cho dù là linh khí thánh giai mặc kệ là linh khí công kích hay là hiệu quả của linh khí mê huyễn nào đó đối với trí tôn thiên đạo mà nói trên cơ bản là không có hiệu quả nhưng thứ mà diệp thiên giật sở hữu không phải là linh khí mà là hệ thống hệ thống này thậm chí còn có thể khiến cho hoàng nguyệt hồi sinh có thể khiến chí tôn thiên đạo hồi sinh như vậy còn có cái gì không thể chứ mọi người cái này cái này bọn họ nghẹn họng trân trối gần như không nói nên lời đó là chí tôn thiên đạo là hỏa thần chí tôn thiên đạo làm sao hỏa thần chí tôn thiên đạo đều này rốt cuộc là lực lượng gì đây rốt cuộc là tình huống gì hỏa thần hỏa thần chí tôn thiên đạo đều thiếu niên này rốt cuộc là người nào vì sao ta nhìn hắn có loại cảm giác chân nhân chi thế Ừng ực mọi người nuốt một ngụm nước bọt điều buồn cười nhất là gì một chí tôn thiên đạo kiêu ngạo đắc ý tự cho mình bất phàm ở trên nhìn xuống dạy bảo sau đó diệp thiên giật nói một lời trực tiếp không hiểu tại sao rớt xuống bục một phát tô mị nhi đệt tiểu thiên vật đậu mé nàng không kiềm chế được thốt lên câu chửi thề cái này chí tôn thiên đạo đều chịu không được lực lượng thần bí của hắn ý gì đây tình hình gì hả xin lỗi nàng sai rồi nàng phát hiện ra nàng không cần đến đầm lầy tử vong cứu hắn căn bản không cần bạch hàng tuyết miệng nhỏ hơi há ra hả tần hạo long tường bọn họ nuốt nước miếng nhìn cảnh này đều ngây ra mẹ nó cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy còn muốn bọn hắn sống sao hả lão tổ tông hỏa thiên triều hét lên một tiếng chạy tới ngươi cút sang một bên đi diệp thiên giật mắng một câu sau đó phóng thích phép hủy diệt chắc hắn đang chạy mọi người liền nghe thấy tiếng gãy xương sau đó hắn hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đó tại sao tại sao ta nhìn thiếu niên này có cả một loại cảm giác giống như đang nhìn thần phép hủy diệt ta rốt cuộc hiểu được rồi. Đây là phép hủy diệt. Không biết là vị cường giả nào kinh hoàng hô lên. Cái gì? Phép hủy diệt. Mọi người trừng to mắt, kinh hoàng hâm mộ nhìn Diệp Thiên Dật. Không sai. Là phép hủy diệt. Lực lượng gì hắn cũng đều không phóng thích, chỉ dựa vào ý niệm liền có thể khiến thân thể người khác bị phá hoại. Đây chính là phép hủy diệt. Phép hủy diệt cố nhiên nghịch thiên, vì vậy có yêu cầu cảnh giới, lĩnh vực cảnh nhị giai khiến thân thể thánh quân thiên đạo chí tôn thiên đạo bị phá hoại chuyện này đã sớm vượt quá giới hạn rồi hắn lẽ ra nên chết từ lâu mới phải cho nên lời giải thích duy nhất là phép hủy diệt phối hợp với linh khí nghịch thiên kia biến cảnh giới của tất cả mọi người áp chế đến giống với cảnh giới của hắn sau đó phá hoại phát tắc có thể ở trong phạm vi năng lực của hắn phóng thích nhưng mà rốt cuộc là linh khí gì Chí tôn thiên đạo đều có thể áp chế được sao? Ôi, ông trời của ta ơi. Mọi người ngẹn họng trân trối nhìn bóng dáng của Diệp Thiên Dật. Mà người sửng sốt nhất lúc này hẳn là Tô Mi Nhi. Người này là thần sao? Đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe ra màu sắc kỳ dị nhìn bóng dáng của Diệp Thiên Dật, bởi vì nàng biết Diệp Thiên Dật có phép sáng tạo, hiện tại hắn lại phóng thích ra phép hủy diệt, hắn có cả hai loại pháp tắc hơn nữa còn đều là pháp tắc đỉnh phong trong truyền thuyết, đậu mé, tần hạo gắt gao nắm chặt nắm đấm. Tại sao? Tại sao người này có thể có được lực lượng mà hắn không thể có được? Tại sao những lực lượng này là của người khác? Phép hủy diệt. Pháp tắc đỉnh cấp. Vì sao? Vì sao không thể là hắn đạt được, chết đi? Chỉ cần người này còn sống trên đời này, lòng hắn bất an, trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, Diệp thiên giật đi về phía hỏa thần vừa mới bò dậy kia Bột dịp thiên giật trở tay đánh hắn đánh bay ra ngoài mọi người nuốt nước bọt chí tôn thiên đạo giống như một con kiến hôi ở trước mặt lĩnh vực cảnh mẹ nó ngươi nói cái gì nghe cho có lý đi quỳ xuống cầu xin tha thứ dịp thiếu giật nhìn chằm hỏa thần lạnh lùng nói ngươi phanh tiếp theo một cái chớp mắt một cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung a à. hỏa thần hét lên thảm thiết Lão tổ tông. Những đám người thiên đạo, thánh quân kia trợn tròn mắt, nhao nhao gào thét, không quỳ sao. Vậy lại cắt đứt một tay, ta xem ngươi đời này còn dùng cái gì để chiến đấu. Dịp thiên giật lạnh lùng nói. Dừng tay. Hỏa thiên triều quát to một tiếng, đám cường giả kia đứng lên. Ồ. Các ngươi còn muốn động thủ. Dịp thiếu giật khóe miệng khẽ nhất. Bịch khoảnh khắc tiếp theo phía trước cách đó không xa tông chủ hỏa thần tông hỏa thiên triều quỳ gối trước mặt dịp thiên dật ta thay lão tổ tông quỳ ta quỳ mọi người họ hoàn toàn chết lặng cái này suy nghĩ của hỏa thiên triều rất đơn giản một người võ giả ngươi có thể đứt một tay nhưng là cả hai tay ngươi đứt hết vậy cả đời này ngươi coi như là phế rồi đây chính là hỏa thần của hỏa thần tông bọn họ chí tôn thiên đạo duy nhất nếu hai tay hắn đều mất đi tương đương với chí tôn thiên đạo của hỏa thần tông mất đi kết cục của mất đi chí tôn thiên đạo là gì hỏa thần tông từ đây sẽ bị loại bỏ tương lai tuyệt đối không gượng dậy nổi thậm chí có thể bị tông môn khác đang ngấp nghé hỏa thần tông tiêu diệt hoàn toàn mất đi thể diện với chuyện này cái nào quan trọng tất nhiên là cái sau quan trọng hơn rồi dịp thiên dật cười lạnh một tiếng sau đó liếc nhìn những người khác vậy các ngươi thì sao bọn hắn nghiến răng ken két thời gian trong ba giây trong mấy trăm người nếu có một người không quỳ ta sẽ giết chết hắn dịp thiên dật chỉ vào hỏa thần đang thống khổ sau đó quét qua tất cả mọi người lạnh lùng nói ba theo tiếng đếm thứ nhất của dịp thiên dật thân thể tất cả mọi người đột nhiên rung lên hai quỳ quỳ xuống cho ta toàn bộ đều quỳ xuống cho ta hỏa thiên triều tức giận quát to bịch bịch sau đó từng người một ào ào quỳ xuống một mau quỳ. Còn có ai chưa quỳ, mau quỳ. Hỏa thiên triều lại gầm lên, phù phù những người đó nhao nhao quỳ ở đó, từng ực mọi người nuốt một ngụm nước bọt nhìn cảnh này, cái này. Tất cả thiên đạo, thánh quân, thậm chí cả thiên tôn tất cả đều quỳ gối bên cạnh một người 20 tuổi, lĩnh vực cảnh nhị giai, bọn họ đời này sẽ không bao giờ được nhìn thấy lần thứ hai. Nghịch thiên Quả thực nghịch thiên, ngay lúc này, bóng người nửa quỳ của hỏa thần đột nhiên vụt qua phía sau diệp thiên giật đánh một quyền khủng bố về phía diệp thiên giật diệp thiên giật cẩn thận bạch hàng tuyết hét lớn một tiếng phút diệp thiên giật phóng thích thuộc tính không gian trực tiếp biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở phía sau hắn con mẹ ngươi hỏa thần tông đều là một đám cẩu tập thích đánh lén phanh diệp thiên giật một chân đạp hắn bay ra ngoài lão tổ tông tiếp tục quỳ đó cho ông Diệp Thiên giật nhìn chằm chằm những người đó giận dữ hét lên. Bọn hắn cắn răng tiếp tục quỳ ở đó, bây giờ ta hỏi ngươi, có phải ta trộm vạn đạo tà hỏa các ngươi không? Diệp Thiên giật lạnh lùng hỏi. Có không? Không. Hỏa Thiên Triều cắn răng nói, ai sai? Là hỏa thần tông chúng ta sai. Tất cả các ngươi tự tác mình 20 cái tác, mỗi lần đều phải tác chảy máu, nếu ta thấy ai chưa tác chảy máu, ta thấy một người, ta giết một người, liền bắt đầu từ người này trước. Diệp Thiên giật dẫm lên hỏa thần chí tôn thiên đạo quét nhìn mọi người nói, tranh con, ngươi đừng quá đáng, hỏa thần tông chúng ta đã nhận sai, việc này coi như thôi, phàm việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sau dễ nhìn mặt, hỏa thịnh thế nhìn chầm chầm Diệp Thiên giật cả giận nói, hắn là ông nội của hỏa thiên triều, đó cũng là cường giả cấp bậc thiên đạo cảnh, ngày sau dễ nhìn mặt. Chỉ sợ các ngươi đều hận ta đến chết rồi, còn dễ nhìn mặt nhìn cái con mẹ nhà ngươi. Diệp Thiên giật mắng chửi liên tục. Bắt đầu đi. Sau đó Diệp Thiên giật tức giận nói, hửng. Còn chưa bắt đầu. Phan A. Cánh tay của hỏa thịnh thế trực tiếp nổ tung, ông nội. Hỏa thiên triều hét to, bắt đầu đi. Diệp Thiên giật lạnh lùng nói, bột 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 sau đó xung quanh toàn bộ đều là từng cảnh tượng những người kia tự bạc tai. Nguyên một đám khóe miệng chảy máu, quả thực quá khốc liệt. Tê những người kia, còn có nguyên một đám cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Quá tàn nhẫn. Quá nghịch thiên, người thanh niên, ta cảm thấy việc này ngươi làm quả thật có chút quá đáng, không cần thiết phải làm như vậy. Bắt mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp quỳ xuống, ngươi thật sự chẳng lẽ ngươi không sợ sau này bọn họ báo thù đi giết ngươi sao? Phía trên hư không, một lão giả nhìn Diệp Thiên Giật nói. Diệp Thiên Giật ngẩng đầu liếc một chút cút xuống đây cho ta phốc sau đó người đó phun ra một nguồn máu cả người rớt xuống mọi người quá đáng sao xin lỗi đi hỏa thần tông muốn giết ta nhưng từ lúc đến đây ta vẫn chưa giết một ai nếu ta thật sự quá đáng các ngươi nghĩ bây giờ ta động thủ đám thánh quân thiên đạo các ngươi không chết hết sao có một câu phải nói ta đã đủ nhân từ không đúng sao tại sao không giết bọn họ Nói sao nhỉ? Trên người Diệp Thiên Dật xác thật có bảo vật nhà người ta bị mất, người ta muốn lấy về bảo vật thuận tiện giết mình hình như cũng thật hợp lý. Nếu như bảo vật này không phải của bọn họ, vậy Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ giết bọn họ mà không cần nghĩ ngợi gì. Diệp Thiên Dật lạnh lùng nói. Mọi người! Con mẹ ngươi! Ông đây hỏi ngươi đó, ta có nhân từ hay không? Diệp Thiên Dật nhìn chầm chầm cường giả ngã xuống từ hư không kia khụ 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 lão giả ho ra một nguồn máu nhân từ nhân từ hắn cắn răng nói ngươi ngươi đừng quá quá đáng người lôi lăng tông ta với ngươi không oán không hận ngươi vì sao còn muốn động thủ với người lôi lăng tông lại một lão giả chỉ diệp thiên giật cả giận nói tại sao à Vên váo đắc ý trên cao nhìn xuống dạy bảo ta hắn không đủ tư cách từng ực bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, thiên đạo cảnh không đủ tư cách. Quá tàn nhẫn, màn kịch này các vị cũng xem xong rồi, ta hỏi các vị một chút, bọn họ một người ta cũng không giết, ta có nhân từ hay không? Diệp thiên giật khóe miệng khẽ nhếch quét nhìn những cường giả trên hư không kia, nhân. Nhân từ. Bọn họ co quắc khóe miệng chỉ có thể nói như thế. Vậy, chư vị hỏa thần tông, các ngươi có cảm ơn ta hay không? Diệp Thiên giật nhìn về phía đám người hỏa thần tông. Mọi người, bọn họ như muốn bùng nổ rồi, ngươi con mẹ nó phế đi mấy cường giả của hỏa thần tông. Khiến những cường giả phải quỳ gối cầu xin tha thứ, tự bạc tai, sau đó ngươi nói bọn họ còn phải cảm ơn ngươi, phát, nói nhanh, có cảm ơn ta không? Diệp Thiên giật lạnh lùng quát. Có. Có. Tốt, quà cảm ơn đâu. Mọi người. Ta hỏi lại lần nữa, quà cảm ơn đâu? Diệp Thiên giật nhướng mày nhìn chầm chằm như người Hỏa Thần Tông. Thảm quá. Thật sự thảm quá mà. 2. Hỏa Thần Tông thế mà lại gặp phải kiếp nạn này, đúng là. 2. Chủ yếu ai có thể ngờ được một tên nhóc ở lĩnh vực cảnh lại nghịch thiên thế này. Thêm chốt nhất là người của Hỏa Thần Tông toàn bộ đều là thuộc tính hỏa, bọn họ không có lực lượng đặc biệt gì để hạn chế hắn đây mới là thê thảm nhất suy dịp thiên vật sau đó cười nhạt một tiếng dẫm chân một cái a à. hỏa thần kia lại phát ra tiếng kêu thảm thiết ta hỏi lại lần nữa quà cảm ơn đâu mọi người có có hỏa thiên triều nhanh chóng lấy linh khí ra đưa cho dịp thiên vật dịp thiên vật đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm màu đỏ thiên giai thiên giai thiên giai mà có thể mang ra tặng ta à? Diệp thiên giật vừa thăm dò vừa nhìn chầm chầm hỏa thiên triều. Mọi người! Vậy ngươi con mẹ nó thăm dò làm gì? Hỏa thiên triều cắn răng, hỏa vũ. Hỏa vũ bước qua, nàng nhìn ánh mắt diệp thiên giật vừa hận vừa sợ. Đưa phần viêm cho hắn. Hỏa vũ chì tay ra, một hỏa long lập lòe, sau đó hội tụ thành một thanh kiếm đỏ ném cho diệp thiên giật. Diệp thiên giật hai mắt sáng lên. Thần gia nhị tinh. Thứ này gọi là phần viêm kiếm, có vẻ còn lợi hại hơn mãn thiên tinh. Hơn nữa, thanh kiếm này còn có thuộc tính. Tuyệt đối mạnh hơn mãn thiên tinh nhiều, thế này còn tạm được. Sau đó Diệp Thiên giật nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra trực tiếp phóng thích phép hủy diệt, ầm ầm, đại điện, nhà ở, công trình của Hỏa Thần Tông ầm ầm sụp đổ, không sai. Chính là phép hủy diệt, đúng lúc này linh lực của Diệp Thiên Dật cũng dùng gần hết rồi, mọi người. Đây chính là phép hủy diệt. Phép. Phép hủy diệt này cũng quá trâu bò rồi. Chả trách được gọi là một trong những pháp tắc mạnh nhất. Hoàn toàn dựa vào ý niệm của mình đi làm một việc, chỉ cần việc đó trong phạm vi và năng lực của hắn, phép hủy diệt có thể phá hoại hết. Mọi người thán phục, đây đều là những căn nhà bình thường, tuy nhiều, nhưng cảnh giới của Diệp Thiên Dật cũng không thấp, Dùng ý niệm hủy diệt những căn nhà đó cũng không phải việc khó, mặc dù cũng không tính là đơn giản, nhưng cũng có thể làm được. Nếu hỏa thần Tông đã đủ lòng thành như thế, vậy ta cũng không trách tội hỏa thần Tông nữa. Nhưng tất cả mọi thứ hôm nay các ngươi nhớ kỹ, nếu còn dám chọc giận ta, Diệp Tông. Diệp Thiên giật lạnh lùng nói xong, bóng dáng liền đi về hướng ngoài hỏa thần Tông. Không một ai ngăn hắn lại, vì ngăn không được, hoặc cũng không dám nhưng nếu như bây giờ ngăn cản, Diệp Thiên Dật vẫn rất nguy hiểm, bởi vì linh lực của hắn đang thừa thải, hỏa thần tông. Hết rồi. Hai. Cũng không thể nói không còn, hỏa thần tông chỉ là bị hủy diệt kiến trúc thôi, những cường giả kia không bị làm sao, nhưng việc này cũng khiến nguyên khí của hỏa thần tông bị đại thương, tất cả cường giả đều bị thương. Trong thời gian ngắn hỏa thần tông khó có thể phục hồi lại. Thằng nhóc này rốt cuộc là người phương nào, thật là nghịch thiên. Vợ ơi! Diệp Thiên giật cười cười nói với Bạch Hàng Tuyết. Đồ đáng ghét! Bạch Hàng Tuyết bổ nhào vào lòng Diệp Thiên giật. Hì hì! Hôn một cái! Mọi người! Con mẹ nó chứ! Còn ở đây rắc cẩu lượng, hì hì, tiểu thiên giật, bây giờ bản cô nương hoàn toàn bị ngươi mê hoặc rồi. Tô Mỹ Nhi liếm liếm môi. Mấy người Diệp Thiên Giật rời đi, để lại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trân. Đệ tử của Thiên Hồ Sơn từng người từng người cũng đều chạy theo. Bọn họ cũng không phải dám ở lại nơi này, sợ hỏa thần tông nhất thời mất đi lý trí, giận cá chém thất lên người bọn họ. Lão Tổ Tông Diệp Thiên giật rời đi, đám người hỏa thần tông mặt mũi bầm dập nhanh chóng đứng dậy, bọn họ từng người đều bị đánh cho sưng phù lên. Sau đó bọn họ ào ào chạy đến chỗ hỏa thần, cụ 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 hỏa thần tông sau đó ai nấy đều băng bó tay chân sắc khí khó coi đến dọa người vù 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 hàng loạt cường giả từ trên không hạ xuống các vị huynh đệ của thủy nguyệt tông và linh mục tông làm phiền chư vị giúp đỡ trị liệu một chút hỏa thiên triều nhanh chóng hành lễ nói với các cô gái là người của thủy nguyệt tông thủy nguyệt tông và linh mục tông nhìn nhau một cái rồi gật gật đầu bọn họ đều là ngũ hành tông môn mặc dù có chút không hợp nhưng không đến mức ngươi chết ta sống nói thật lòng tối nay mọi người cũng có chút đồng cảm với hỏa thần tông cho nên đồng ý giúp họ điều trị hỏa thần ngài cũng không cần quá lo lắng cánh tay này dù không có cũng sẽ có cách nặng lại tuy độ khó khá cao nhưng với năng lực của hỏa thần tông nếu muốn làm thì cũng không khó một lão giả của lôi lăng tông nói lôi lăng tông đương nhiên có khí phách cạn lời người kia thế mà lại nhục mạ người của lôi lăng tông lôi lăng tông hắn không phải nên phải dạy lại hậu bối à còn nói không có tư cách dạy thậm chí trực tiếp động thủ quả thực điên cùng tột cùng đời này bọn họ chưa gặp qua tên nhóc nào ngang ngược thế này nhấn mạnh là tên nhóc hỏa thiên triều hung dữ nói hỏa thần tông ta gặp phải kiếp nạn này thua dưới tay một tên nhóc vô cùng nhục nhã hỏa thần tông ta thề không đội trời chung với hắn không đội trời chung với thiên hồ sơn hỏa thần tông cũng không cần quá phẫn nộ như thế không phẫn nộ sao có thể không phẫn nộ hỏa thần tông ta mỗi người của hỏa thần tông ta đều mất hết mặt mũi đến ngày mai cả đại lục đều sẽ truyền ra chuyện tối nay của hỏa thần tông ta hỏa thiên triều cắn răng giận dữ nói quả thật linh khí của tiểu tử kia rất nghịch thiên một thằng nhóc lĩnh vực cảnh mà dựa vào một linh khí không biết là gì mà có thể khiến hỏa thần tông rơi vào tính cảnh như thế này thậm chí đến cả hỏa thần đường đường là chí tôn thiên đạo cũng trúng chiêu đây rốt cuộc là linh khí gì lại đáng sợ như thế đúng rồi để một thằng nhóc lĩnh vực cảnh như hắn ở hỏa thần tông làm cho vô số cường giả bó tay quan trọng nhất là đúng lúc thuộc tính của hắn lại phù hợp làm mưa làm gió hơn nữa linh lực hùng hậu của hắn có vẻ rất khủng khiếp thế nào cho phải đây thằng nhóc này rốt cuộc là ai vì sao lại nghịch thiên như thế Mấy cường giả kia vì dịp thiên giật đã rời khỏi cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận, người như thế không thể không khiến cho họ coi trọng, bất kể là ai. Chư vị, các ngươi có sẵn lòng cùng với hỏa thần tông ta liên hợp tấn công thiên hồ sơn không? Hỏa thiên triều đứng dậy nhìn bọn họ. Chuyện này, bọn họ nhìn nhau, nói thật, bọn họ cùng nhau chống lại thiên hồ sơn không phải trong ngày một ngày hai, bởi vì thiên hồ sơn là thế lực mạnh nhất bất tử thiên đường đều có chút không bị được với thiên hồ sơn, cộng thêm bọn họ đều là nhân tộc, thiên hồ sơn lại là yêu tộc, yêu tộc ở địa bàn của nhân tộc cướp đoạt tài nguyên cùng nhân tộc, ngươi nói bọn họ có giận hay không? Tuy việc này là được cho phép, nhưng bọn họ nhất định không dễ chịu. Tấn công thiên hồ sơn, chỉ cần một cái cớ, còn cần một tông môn sẵn lòng tổn thất đại lượng cầm đầu, thật ra từng tông môn ở đây đều muốn tấn công thiên hồ sơn, chỉ cần đánh bại thiên hồ sơn, sau đó thì mọi tài nguyên bên đó đều sẽ thuộc về bọn họ rồi, vì Thiên Hồ Sơn quá mạnh, chiếm giữ quá nhiều tài nguyên. Không có thù, vẫn muốn tấn công. Chính là vì tài nguyên. Về phần Bất Tử Thiên Đường, nói sao nhỉ, Bất Tử Thiên Đường cũng là yêu môn đỉnh cấp cao nhất gần đây, nhưng Bất Tử Thiên Đường bằng lòng hao phí không ít tài nguyên để giao hảo với tông môn của nhân tộc, nói đơn giản thì đưa cho họ đầy đủ ưu đãi, mà Thiên Hồ Sơn khinh thường làm việc này không phải thanh cao mà là nghĩ ta không nợ tông môn các ngươi cái gì dựa vào cái gì phải vô duyên vô cớ đưa tài nguyên cho các ngươi thiên hồ sơn ta tự mình sinh sống cũng không chủ động tấn công ai cũng không trở mặt với thế lực nào nói đơn giản mà nói thì người hiền bị ức hiếp hỏa thần tông muốn tiến đánh thiên hồ sơn một cường giả của lôi lăng tông nói thù này không báo thì ta không phải quân tử hỏa thần tông ta đã như thế này rồi thằng nhóc này là đệ tử của thiên hồ sơn nhưng thiên hồ sơn không một ai đứng ra ngăn cản thậm chí còn có một vị trưởng lão đứng ở đó xem kịch vậy chính là đồng nghĩa với thiên hồ sơn ngầm đồng ý với hành vi này của hắn vậy hỏa thần tông ta cũng phải liều mạng cá chết lưới rách với thiên hồ sơn nhưng với lực lượng của hỏa thần tông tuyệt đối không có cách nào chống chọi lại được với thiên hồ sơn cho nên mới cần đến sự trợ giúp của chư vị hỏa thiên triều nhìn họ nói tấn công thiên hồ sơn tiện thể có thể mượn trợ giúp của những người ở đây cùng nhau đánh chết thằng nhóc đó nếu không hôm nay hỏa thần tông xảy ra chuyện này sẽ trở thành trò hề cho cả thiên hạ chỉ có giết thằng nhóc đó tiện thể diệt luôn thiên hồ sơn mới rửa được nổi hận này những người kia liếc nhau một cái hỏa tông chủ việc này liên lụy không nhỏ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bàn bạc xong một lão giả nói hắn không cự tuyệt mà chỉ nói liên tụy không nhỏ thì đã tỏ rõ thái độ của hắn rồi, hắn đồng ý, không có gì. Lẽ nào lôi lăng tông ngươi cam tâm sao? Lôi linh tôn giả, lúc nãy ngươi bị thằng nhóc kia khi dễ, ngươi cam tâm sao? Hỏa thiên triều nhìn lão giả kia nói, lão giả nắm tay thành đấm, hắn làm sao có thể cam tâm được? Hắn đường đường là cường giả thiên đạo cảnh, như thế mà lại bị mất hết thể diện từ trên cao mà rớt xuống dưới, hắn làm sao có thể dễ chịu? Hắn quả thực rất muốn giết chết tên Diệp Thiên Giật này, tất nhiên là ta không cam tâm. Chuyện này Hỏa Tông chủ dám làm chủ. Lôi Linh Tôn giả nhìn Hỏa Thiên Triều. Hỏa thần tông đã như thế, có gì không dám? Hỏa thần tông ta còn sợ cái gì nữa? Hỏa Thiên Triều giận dữ nói. Không sai. Ta sống đến bây giờ cũng chưa từng bị làm cho nhục nhã như thế bao giờ, giờ đây ta hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, ta chỉ muốn thằng nhóc kia phải chết chỉ muốn thiên hồ sơn đáng chết này phải diệt vong một lão giả khác của hỏa thần tông lại nói thiên hồ sơn đừng nhìn các nàng một đám toàn thể hiện băng thanh ngọc khiết nhưng họ lại tùy ý để thằng nhóc kia động thủ chắc chắn rắp tâm không tốt ta suy đoán bọn họ chính là muốn mượn tay của thằng nhóc kia phá hoại hỏa thần tông nay hỏa thần tông xảy ra chuyện này ngày mai có thể sẽ là phong thần tông lôi lăng tông thủy nguyệt tông các ngươi lại một cường giả khác nói nhưng lúc này tông chủ linh một tông bước ra cao mày hơi do dự nói chúng ta tấn công thiên hồ sơn chẳng phải là tự diệt vong tên nhóc kia lợi hại như vậy linh khí kia mạnh như thế lấy linh khí ra chúng ta chẳng phải là hỏa thiên triều nói một tông chủ linh khí có mạnh đi nữa thì cũng có hạn đừng nói là một thằng nhóc lĩnh vực cảnh nắm trong tay thánh giai linh khí giờ đây hạn chế của linh khí nhất định đã gần kề điểm giới hạn rồi ta cũng không tin mười mấy tông môn chúng ta cùng nhau tiến công thiên hồ sơn linh khí của hắn còn có tác dụng gì nữa lẽ nào các vị không nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất sao nếu còn kéo dài tên nhóc kia lại có thể phóng thích lực lượng đáng sợ như tối nay mà hiện nay nhất định có hạn chế hoặc gần hết rồi nhưng ta cứ nghĩ rằng còn chưa phải lúc lúc này một người đàn ông đạp hư không đi tới chuyện này bất tử thiên đường chúng ta đồng ý, minh huyết sau đó mới hạ xuống. Thì ra là minh huyết tôn giả. Bái kiến minh huyết tôn giả. Những người kia đều hành lễ tới tấp, minh huyết vẫn rất là lợi hại, tuy ở trận chiến của hai đế quốc bị thần tiên tỷ tỷ ngược, nhưng là hắn vẫn rất lợi hại, hơn nữa hắn đại diện cho bất tử thiên đường. Bất tử thiên đường là một trong tứ đại yêu môn, cùng thiên hồ sơn quyền thế ngang nhau, có thể kém hơn một chút so với thiên hồ sơn, nên đây không phải cơ hội mà thiên đường bất tử muốn có hay sao thiên đường bất tử liên mình với các tông môn xung quanh cùng nhau tiến đánh thiên hồ sơn thiên hồ sơn này còn không diệt vong sao bọn họ một mực đợi chờ cơ hội này bây giờ cơ hội đến rồi bất tử thiên đường và hỏa thần tông đánh thiên hồ sơn còn có tông môn nào muốn tham gia không minh huyết liếc nhìn đám đông bất tử thiên đường tham gia rồi vậy tình hình không giống như trước nữa hử Ta về Lôi Lăng Tông trao đổi một chút, có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hỏa Thần Tông vừa nãy nói rất đúng, nếu tiến đánh, bây giờ có lý do chính cơ hội tốt nhất, linh khí của tên nhóc kia có lẽ cũng đến giới hạn rồi, nếu như để linh khí tích trữ lực lượng lại đầy đủ thì càng khó đánh bại hơn nữa. Nhưng chúng ta cần một tông môn tiên phong đánh trước, làm cho linh khí tiêu hao hết. Minh huyết nói, Hỏa Thần Tông nguyện ý đánh trước chứ? Hỏa Thiên Triều. Nói thật lòng, xem ra hung dữ độc địa không được, nhưng bọn họ đánh trước. Đây không phải là dân đầu sao? Nghĩ đến hậu quả, nói thật lòng thì cùng không dám cho lắm. Ta nghĩ cũng không cần Tiên Phong, chúng ta triệu tập tất cả tông môn cùng tiến công, còn cần gì Tiên Phong? Đến lúc đó chỉ cần khống chế được tên nhóc kia, cũng không cần động thủ với hắn, chỉ cần để hắn không có cách nào ra trận là được rồi chỉ là hỏa thần tông ta không có năng lực này nếu không tối nay hắn sớm đã chết rồi hỏa thiên triều nói chỉ là tên nhóc kia rốt cuộc là người phương nào một thiên tài nghịch thiên như thế ta cũng chỉ nghe nói qua dịp thiên vật trong cuộc đại chiến giữa đế quốc cửu châu và đế quốc lôi lăng mà thôi đây là người thứ hai gần đây đại lục này rốt cuộc là làm sao vậy nhưng lão già như như chúng ta thật sự không còn chỗ đứng nữa rồi sao Minh Huyết do dự một chút, sau đó mới nói, hắn chính là Diệp Thiên Dật. Mọi người, Diệp Thiên Dật nào? Chính là Diệp Thiên Dật của đế quốc Cửu Châu. Mọi người, khí bọn họ hút một hơi khí lạnh. Khi bọn họ nghe được tin tức này, vốn là đã chuẩn bị đánh Thiên Hồ Sơn bỗng nhiên liền. Lùi bước, là hắn. Vậy mà lại là hắn. Đường đường có một nữ hoàng cửu châu lại không đi theo, lại đến chỗ này làm cái gì ta nói mà người nghịch thiên như thế trong đại lục này sao mà lại nhiều thế nhưng nếu là hắn minh huyết tôn giả việc này sợ là con người diệp thiên vật có lẽ mấy người này đều chưa từng gặp chỉ có người đã từng xuất hiện trên trận chiến là minh huyết biết mặt hắn thôi nhưng cái tên này lại đã vang danh khắp đại lục rồi dù không ít người có tên diệp thiên vật trên thế giới này nhưng cái tên diệp thiên vật này thật sự quá nghịch thiên rồi quá nghịch thiên, các tông môn đang chuẩn bị tấn công thiên hồ sơn, sau đó bởi vì Minh Huyết nói người này chính là Diệp Thiên Dật, nói với mọi người, hắn ta chính là Diệp Thiên Dật. Của đế quốc Cửu Châu, mọi người liền kinh hãi, một tên nhóc mà thôi, vậy mà những người cường giả như thế này nghe đến tên của một tên nhóc như hắn lại kinh hãi như vậy. Người nói xem Diệp Thiên Dật này nghịch thiên như thế nào, Minh Huyết nhìn biểu cảm của những người ở đây, sau đó nói, nếu như bổn tôn không nhắc đến việc này, mọi người có nghĩ đến không? Mọi người lắc lắc đầu, vì vậy bổn tôn đã chia sẻ chuyện này với mọi người một cách rất là chân thành cũng có nghĩa là bổn tôn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ để mọi người làm bia đỡ đạn. Minh Huyết lại nhìn những người đó nói. Nhưng mà Minh Huyết các hạ, Diệp Thiên Dật quả thật quá nghịch thiên, mặc dù ta chưa từng gặp, nhưng mà nghe được những câu chuyện về hắn đã đủ để người ta khiếp sợ, một người có thể xoay chuyển tình hình của cả một đế quốc. Ta thậm chí không biết hắn đã dùng loại độc dược nào có thể khiến mấy mươi vị thiên đạo của đế quốc Lôi Lăng ngã xuống, quả thật quá đáng sợ. Đúng vậy, còn cả những tấm thẻ có thể biến cường giả trở thành một con rùa, với lại đêm nay hắn ta lại lộ ra sức mạnh ngoài sức tưởng tượng đó, đây. Thật sự phải đi tấn công Thiên Hồ Sơn sao? Đây chưa phải là mấu chốt, mấu chốt nhất là phía sau Diệp Thiên Giật đó còn có thế lực của đế quốc Cửu Châu chống lưng. Không sai tất cả mọi người đều rút lui minh huyết lại nói thứ nhất tối nay dịp thiên dật có dùng thẻ biến cường giả thành rùa kia không mọi người đều lắc đầu có phải là hắn đã không thể lấy nó ra được nữa hay không một cô gái nói ta cảm thấy không phải như vậy ta cảm thấy hắn ta không cần sử dụng đến thẻ thần chú đó minh huyết nhìn cô gái vừa nói không cần thiết sử dụng hay là không cam tâm lãng phí dịp thiên dật kia muốn sỉ nhục hỏa thần tông tại sao hắn ta không biến người của hỏa thần tông thành con rùa, sau đó chà đạp. Đây không phải là càng thêm sỉ nhục sao? Nghe thấy những lời Minh Huyết nói, mọi người rơi vào trầm tư. Vì vậy rất có khả năng sẽ là không nở dùng chứ không phải không cần thiết sử dụng. Mọi người đều gật đầu, điều đó đúng là có lý. Mà trên thực tế, Diệp Thiên giật lười sử dụng, hắn không nhất thiết phải sử dụng nó. Thứ hai, đó chính là chuyện của đế quốc Cửu Châu, đế quốc cửu châu cách nơi đây bao xa mà chúng ta cũng không phải cố tình đi truy sát dịp thiên dật thế lực của đế quốc cửu châu không tới kịp hoặc là sẽ không đến cho dù dịp thiên dật có chết năng lực của chúng ta mà còn phải sợ một đế quốc cửu châu hay sao thứ ba thứ mà chúng ta nhắm tới là thiên hồ sơn không phải dịp thiên dật đó mà là hắn vừa vào thiên hồ sơn thông thường sẽ không buộc bản thân vào một con đường giết dịp thiên dật chẳng qua chỉ là một việc tiện tay mà thôi Mọi người còn muốn hỏi gì nữa không? Minh huyết nhìn thoáng qua những người khác Minh huyết cắt hạ Dịp thiên vật này thật sự rất nghịch thiên Ta lo lắng nếu như cứ nhất định chiến đấu Thì dịp thiên vật sẽ tạo nên một đợt sóng gió Một lão giả nguy bổn tôn đã nói rồi Dịp thiên vật này tạm thời không cần quan tâm Cứ giao hắn cho bất tử thiên đường Bất tử thiên đường có linh khí giam giữ đỉnh cấp Ta bất tử thiên đường không nói nhất định phải giết dịp thiên vật này nhưng nó có thể khiến hắn trở nên vô dụng trong trận chiến này. Theo cách này, các vị còn có gì cần lo lắng nữa không? Hỏa thiên triều của hỏa thần tông nói, ta không chỉ muốn tài nguyên của thiên hồ sơn, mà ta còn muốn dịp thiên giật phải chết. Dịp thiên giật này cuối cùng có thể giải quyết rồi, mọi người còn lo lắng cái gì? Minh huyết Liếp nhìn tất cả mọi người hỏi nói. Hay, thật ra không cần phải lo lắng cái gì cả, nhưng dịp thiên giật này. Cứ khiến ta có một cảm giác rất lo lắng, suy cho cùng sự việc mà hắn từng làm việc nào cũng quá nghịch thiên rồi." Một lão giả khác lại nói. "Nếu sợ thì các vị của Phong Thần Tông không cần tham gia, Hỏa Thần Tông ta nhất định làm gương dẫn đầu, đến lúc lấy được tài nguyên của Thiên Hồ Sơn, hy vọng người của Phong Thần Tông không quay lại tranh giành." Hỏa Thiên Triều Lạnh lùng nói. "Phong Thần Tông ta mà lại sợ một tên nhóc ư? Có khi nghĩ lại xem, khi nãy các vị của hỏa thần tông bị dạy dỗ không nhẹ đâu phong thần tông ngươi thử xem hỏa thiên triều lạnh lùng nói lúc này lại có một lão giả đi tới và nói nhưng vẫn phải cảm ơn các vị của hỏa thần tông hỏa thần tông đã làm tiêu hao đi nhiều sức mạnh của tên nhóc đó phòng chừng lực lượng của linh khí kia cũng không còn lại nếu thật sự giam cầm được hắn thì không sợ sóng gió gì nữa như vậy các vị có còn phản đối gì nữa không minh huyết hẳn nhiên là không rồi có bất tử thiên đường đẫn chuyến đi này nhất định sẽ thành công nhưng các vị của hỏa thần tông có thể chiến đấu ngay được không tất cả mọi người đều nhìn những người của hỏa thần tông chúng ta không có vấn đề gì căn cơ tu luyện tốt chỉ có điều lão tổ tông có lẽ là không thể can thiệp được rồi hỏa thiên triều nói thiếu một vị trí tôn thiên đạo rồi không sao cả bất tử thiên đường sẽ cử ra hai vị trí tôn thiên đạo mà hơn nữa ta có sự ủng hộ của mấy vị trí tôn thiên đạo đến từ tội ác chi đô. Minh huyết miết tử thiên đường nhất định phải tiêu diệt thiên hồ sơn. Đương nhiên không thể giết hết tất cả bọn họ, nhưng phải làm cho các nàng ngoan ngoãn trở về yêu tộc. Đến lúc đó, bất tử thiên đương sẽ lớn mạnh, và sẽ thông tính các thế lực khác từng chút một. Cái gì, tội ác chi đô cũng ra tay, vậy không còn vấn đề gì nữa rồi. Vậy chúng ta quay lại bàn bạc, chắc không còn vấn đề lớn gì nữa đâu. Một diễn biến khác, Diệp Thiên Giật đi đến nửa đường thì lão đảo ngã xuống. Nè, ngươi không sao chứ? Bạch Hàng Tuyết nhanh chóng đỡ lấy Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật lắc đầu, không sao, linh lực có chút cạn kiệt, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ngươi thật là, cứ phải gây chuyện thế mới chịu được à? Diệp Thiên Giật cười nói, định mệnh, ta tức chết đi được nhưng thật sự quá nghịch thiên rồi ước tính có khi chuyện này ngày mai sẽ lan rộng khắp nơi quá nghịch thiên rồi tiểu thiên giật đưa linh khí của ngươi cho bổn cô nương xem một chút đi tô mi nhi đi đến bên cạnh diệp thiên giật nắm tay diệp thiên giật cọ cọ ngực vào cánh tay của hắn bạch hàng tuyết không cho dứt khoát sau đó cái miệng nhỏ nhắn của tô mi nhi biểu biểu như thể tuổi thân lắm người xấu hu hu Diệp Thiên Giật Đệt Yêu tinh Có điều, có thể ngươi lần này sẽ nguy hiểm rồi. Tô Mi Nhi ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên Giật. Ta biết, sự nghịch thiên này sẽ thu hút tất cả mọi người, trước đây ta còn thiếu thu hút sự chú ý này sao, Diệp Thiên Giật cười tuê toét nói. Đúng vậy, Diệp Thiên Giật rất nghịch thiên, hắn không thèm khiên tốn là vì hắn biết mình sẽ không dừng chân quá lâu ở vị diện này, nhất định sẽ đi lên thượng vị diện cho nên có huênh hoang tí ở đây cũng không sao cả. Ngươi có nắm chắc là tốt rồi, hừ. Trở về thôi, chắc là Thiên Hồ Sơn cũng sắp bị tấn công rồi. Hả? Diệp Thiên giật hơi sửng sốt, sau đó cau mày. Hình như... Như thế này, nếu thế lực lớn tấn công, thì Thiên Hồ Sơn gặp nguy hiểm rồi. Cứ để bọn họ đến đây. Đôi mắt Diệp Thiên giật lóe lên tia lửa, lúc trước không giết chết bọn họ, nếu lần này bọn họ lại tới diệp thiên giật ta sẽ để bọn họ có đi không có về làm cho bọn họ không còn cơ hội đi tới thượng vị diện mà họ trông ngóng bấy lâu đi thôi đi thôi tiểu hàng tuyết đưa ngươi đi gặp thần tiên tỷ tỷ trong thiên hồ sơn đám người mộ thủy ngưng đang thương nghị với các trưởng lão những người này đều là những người thông minh các nàng biết qua những chuyện đã xảy ra thì sẽ chuẩn bị phải đối mặt với chuyện gì trải qua những gì có thể đối mặt với chuyện gì tông chủ Diệp Thiên giật quá nghịch thiên. Quả thực là quá nghịch thiên mà. Toàn đại diện, những cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đôi mắt xinh đẹp của mộ thủy ngưng cũng lóe lên tia dị sắc, đúng vậy. Trăm ngàn năm qua, đại lục này đã có rất nhiều kỳ tài ngút trời ra đời, nhưng kỳ tài và nghịch thiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Diệp thiên giật này, mặc kệ là hắn đã mượn trợ lực gì đi nữa, nhưng mà hắn đã làm ra chuyện thực sự quá nghịch thiên, cả đời này ta chưa từng nghe thấy tồn tại người có thể nghịch thiên đến như vậy lĩnh vực cảnh lại làm được những việc nghịch thiên đến vậy đây thiên hồ sơn ta có thể dạy cho hắn cái gì cơ chứ hai tên nhóc này đến thiên hồ sơn chắc không phải chỉ đơn thuần là vì gặp thánh nữ thôi đấy chứ mấy cường giả đó đều muốn ngây ngốc luôn rồi các vị cái này tạm thời không quan trọng thiên hồ sơn chúng ta e là sắp phải nên đón cuộc tiến công của các đại tông môn rồi mộ thủy ngưng ngồi yên tại chỗ hai tay đang vào nhau đặt trên bàn nhàn nhạt nói một câu cái gì tại sao diệp thiên vật không phải dùng tư cách cá nhân đi đánh hỏa thần tông sao sao chuyện này lại liên lụy lên đầu thiên hồ sơn chúng ta được lục trưởng lão không hiểu hỏi lại mộ thủy ngưng đáp những tông môn kia vốn đã xem thiên hồ sơn chúng ta như cái gai trong mắt cần lại bỏ một tông môn của yêu tộc lại cùng với nhân tộc tranh đoạt tài nguyên bọn họ đã sớm sinh lòng không vui rồi mà còn có bất tử thiên đường châm ngòi ở giữa nữa nếu việc tấn công chúng ta mang đến cho cho bọn họ nhiều chỗ tốt trên đời này ai lại muốn bỏ qua lợi ích cơ chứ chuyện của dịp thiên dật hôm nay chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi dù không có liên quan gì đến thiên hồ sơn nhưng Diệp Thiên Dật lại là đệ tử của Thiên Hồ Sơn, chuyện xảy ra, bọn họ đương nhiên sẽ giá họa cho Thiên Hồ Sơn. Vậy, tại sao ban đầu chị lại không ngăn cản Diệp Thiên Dật chứ? Mộ thủy ngưng thở dài một hơi rồi ray ray huyệt thái dương. Ta làm sao mà biết được hắn lại nghịch thiên đến vậy cơ chứ? Giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ cùng oan ức, nàng thật sự rất oan ức, nàng biết Diệp Thiên Dật rất nghịch thiên, nhưng mà nàng thật không ngờ Diệp Thiên giật lại nghịch thiên đến mức diệt luôn cả hỏa thần tông nhà người ta như vậy, cái này cũng không được tính là diệt hỏa thần tông, chỉ là phá hủy phòng ốc của hỏa thần tông, đánh cường giả bị thương, tuy rằng không chết, nhưng nguyên khí bị thương nặng nề, nếu như hắn ra tay độc ác thêm chút nữa, vậy thì hỏa thần tông thật sự bị giết sạch rồi, thật quá nghịch thiên mà, nàng còn đặc biệt phái Tô Mị Nhi đi, để Tô Mị Nhi bảo vệ cho Diệp Thiên giật nếu như có nguy hiểm. Gì, thì nhất định phải cứu hắn, sau đó cũng không dùng đến nàng. Không phải nàng cũng rất bất đắc dĩ sao, theo lý mà nói thì cũng quá không thể tin nổi, chí tôn thiên đạo đều bị linh khí của hắn áp chế. Đáng sợ thật sự, lẽ nào lại giống như lời đồn, dịp thiên vật đạt được truyền thừa của thượng vị diện. Mộ Thủy Ngưng nói, việc này trong lòng biết thế là được rồi, chuyện này dù không có dịp thiên vật châm ngòi, thì sớm muộn gì thiên hồ sơn cũng phải trải qua truyền mệnh lệnh của ta toàn bộ thiên hồ sơn tiến vào trạng thái đề phòng khẩn cấp mở đại trận hồ sơn chuẩn bị nên tiếp các đại tông môn chị thật là phải đánh sao mắt mộ thủy ngưng lóe lên tia sát ý tộc cửu vĩ thiên hồ ta từ xưa đến nay chính là huyết mạch đỉnh cấp của yêu tộc bị ức hiếp lên đầu rồi còn không thể ra tay đánh không thể mở miệng chửi lại được sao bọn họ tới thì chúng ta tiếp nhưng nếu như chỉ mấy thế lực của bọn họ đến thì không sao nhưng nếu như mười mấy thế lực cùng tới mà nói vậy thì thiên hồ sơn mộ y vũ thở dài một hơi vậy cũng phải đánh tôn nghiêm của tộc cửu vĩ thiên hồ không thể để bọn họ dễ dàng chà đạp như thế được tộc cửu vĩ thiên hồ há lại để bọn họ muốn đánh là đánh sao mắt mộ thủy ngưng lóa lên tia sát ý nồng đậm dạ ta đi xuống chuẩn bị bên kia Diệp Thiên Dật gặp được thần tiên tỷ tỷ, vui vẻ giống hệt như gặp được người thân. Chủ nhân papa, tiểu anh Vũ rất nhớ chủ nhân papa. Tiểu anh Vũ gặp được Diệp Thiên Dật, cười tươi rói, nhào về phía hướng Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật ôm lấy nàng, sau đó thơm cái bẹp lên má hồng của nàng. Khoảng thời gian này ta quá bận, hôm nay đến đây đón các người lên Thiên Hồ Sơn. Y e a -e a. Tiểu anh Vũ cũng thơm lên mặt Diệp Thiên Dật mấy cái cười vui vẻ. Tô Mỹ Nhi đứng một bên nhìn Tiểu Anh Vũ và Mộ Thiên Tuyết. Hai cô gái một lớn một nhỏ này. Luôn có cảm giác rất đặc biệt. Diệp Thiên giật thả nàng xuống, sau đó nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết, miếm miếm, rồi hít hút mũi. Thần tiên tỷ tỷ, người ta rất nhớ thần tiên tỷ tỷ đó. Sau đó Diệp Thiên giật nhào tới Tô Mị Nhi. Bạch Hàng Tuyết. Cẩu Tặc. Mộ Thiên Tuyết tránh khỏi, móng vuốt của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật tuổi thân nhìn Mộ Thiên Tuyệt tiên tỷ tỷ, ta bị người khác bắt nạt rồi. Còn có người bắt nạt được ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết nhàn nhạt hỏi. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Dật lợi hại, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng luôn rất lợi hại, nàng hẳn là ngay từ khi bắt đầu đã thừa nhận Diệp Thiên Dật bước lên con đường nghịch thiên. Thật mà, thật mà, ta bị người ta bắt nạt đó. Diệp Thiên Dật hít mũi một cái, tuổi thân. Rất muốn nhào vào ngực tiểu tỷ tỷ khóc một trận lớn. Sau đó Diệp Thiên Giật lại nhào tới, hai chân hắn liền bị đóng băng lại. Diệp Thiên Giật Tiểu Thiên Giật, ta cho ngươi nhào vào ngực ta này. Tô Mị Nhi cười duyên nói Không cần, ta chỉ muốn ngực thần tiên tỷ tỷ. Bạch Hàng Tuyết Cảm giác nàng bị người ta bơ. Đương nhiên, còn có ngực của tiểu hàng tuyết nữa lúc này tiểu anh vũ cúi xuống nhìn ngực của mình miệng nhỏ nhu nhu nhịn không được hít một hơi nàng nàng không có ngực qua một tiếng khóc lên gưa lại gây chuyện rồi à mộ hàng tuyết nhìn dịp thiên vật rồi hỏi nàng là quá hiểu dịp thiên vật người này chắc chắn lại gây ra chuyện rồi suốt ngày cứ nói là không gây chuyện không gây chuyện không có người nào có thể gây chuyện giỏi hơn hắn cũng không có gì Diệp Thiên giật xấu hổ gãi đầu cũng chỉ làm cho hỏa thần tông sụp mà thôi. Vậy cũng còn may. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu nói. Tô Mị Nhi. Bạch Hàng Tuyết. Vậy mà còn may sao? Bà chị à, ngươi là thần thánh phương nào vậy? Tô Mị Nhi hỏi một quậy còn may. Nàng bị dọa cho ngốc luôn rồi à. Trình độ gây chuyện của Diệp Thiên Dật cô gái xinh đẹp này còn không hiểu rõ sao, nàng là yêu tộc, nàng đương nhiên biết mộ thiên tuyết cũng là yêu tộc hơn nữa còn nhìn không thấu nàng ấy nữa cho nên cảnh giới của người trước mặt này cao hơn nàng nhưng bởi vì không phóng thích khí tức nên nàng cũng không biết là nàng thuộc yêu tộc nào xinh đẹp như vậy khí chất cao quý như thế có lẽ huyết mạch rất mạnh tuy cách nói chuyện của nàng rất yêu mị nhưng còn phải xem là với ai với những người nàng quen biết thì nàng thật sự rất yêu mị còn đối với người vừa không quen mà lại mạnh hơn nàng thế này nàng chắc chắn không dám nói chuyện kiểu ấy rồi nàng thật sự rất tò mò người phụ nữ lợi hại này rất có thể là chỗ dựa của dịp thiên vật nha mộ thiên tuyết nhìn tô mị nhi trước mắt ta không phải là thần thánh phương nào gì gì đó sau đó mộ thiên tuyết lắc đầu nhẹ giọng nói ha 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 vậy ngươi là người phụ nữ của dịp thiên vật này à tô mị nhi chỉ là định trêu ghẹo nàng chút thôi làm sao có thể chứ cô gái này rất cao quý xinh đẹp, quả thực không hề kém hơn bà chị lạnh lùng kia ở Thiên Hồ Sơn. Làm sao có thể là người phụ nữ của Diệp Thiên Giật được chứ, phải không? Không phải đâu nhỉ? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi Diệp Thiên Giật. Tô Mị Nhi. Nàng không hiểu, nàng chỉ cảm thấy mình đã hôn Diệp Thiên Giật nhiều lần như vậy rồi, thì mối quan hệ giữa hai người tình là gì đây? Trước đây Diệp Thiên Giật nói với nàng là thích thì mới có thể hôn nhau. Ừ, nàng thừa nhận là thích, về sau lại vương đầu lưỡi ra rồi đó chắc là càng thích hơn hắn còn nói thích rồi chính là người yêu của nhau cũng chính là bạn lữ nàng một mực không thừa nhận cho nên cũng một mực không biết nàng và diệp thiên dật có tính là bạn lữ của nhau không tô mị nhi choáng váng không phải chứ cô gái cao quý xinh đẹp như vậy cũng bị diệp thiên dật này theo đuổi được á diệp thiên dật này kinh cũng như vậy sao bạch hàng tuyết bất đắc dĩ lắc đầu được rồi, hợp tình hợp lý, thần tiên tỷ tỷ có xinh đẹp, cao quý đến đâu nữa cũng khó chống lại sự vô sĩ và vô lại của Diệp Thiên Dật mà. Khi mộ thiên tuyết xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thiên Dật, Bạch Hàng Tuyết đã biết rằng Diệp Thiên Dật này nhất định đã vương, móng vuốt, của hắn đến nàng rồi, còn lại thì chỉ là vấn đề thời gian thôi, cộng thêm thần tiên tỷ tỷ quả thật rất đơn thuần, là thật sự rất đơn thuần, vậy thì càng dễ bị lừa rồi. Khốn nạn thật sự, Diệp Thiên Dật cũng kinh ngạc thần tiên tỷ tỷ lại đang hỏi vấn đề này, đúng. Đúng vậy. Sau đó Diệp Thiên giật nuốt nước bọt nói một câu. Hình như cũng không phải. Sau đó mộ thiên tuyết lại lắc đầu. cụ cụ khụ. Diệp Thiên giật vì khát vọng sống của bản thân, vẫn là không nên đi thảo luận chuyện này trước mặt bạch hàng tuyết. Mỹ nữ sư tôn, ta có thể đón thần tiên tỷ tỷ và tiểu anh vũ đến ở cửu trưởng lão phong của ngươi được không? Diệp Thiên Giật vừa cười vừa hỏi Tô Mị Nhi. Không được. Tô Mị Nhi quả quyết lắc đầu. Hả? Vì sao chứ? Sau đó Tô Mị Nhi kéo lấy cánh tay của Diệp Thiên Giật, tuổi thân nói, nơi đó là thế giới hai người của hai chúng ta, không được đâu. Diệp Thiên Giật. Nhưng có thể cho ở nơi khác. Vậy tốt rồi, thần tiên tỷ tỷ, đến lúc đó có thể còn cần phải nhờ ngươi ra tay rồi lại muốn ta làm tay chân cho ngươi à mộ thiên tuyết thản nhiên nói một câu khụ khụ cũng không hoàn toàn là như vậy chính là ta phát hiện thiên hồ sơn là tộc cửu vĩ thiên hồ đã nói với ngươi rồi đó ngươi cũng thuộc tộc cửu vĩ thiên hồ thiên hồ sơn sắp gặp phải kiếp nạn ngươi thân là một thành viên của tộc cửu vĩ thiên hồ ra tay một chút cũng không thành vấn đề chứ diệp thiên giật ho khan một tiếng cười nói ừm cũng đúng được thôi mộ thiên tuyết nhẹ nhàng mà gật đầu cái gì đôi mắt xinh đẹp của tô mị nhi nhìn sang mộ thiên tuyết chị gái ngươi là tộc cửu vĩ thiên hồ à mộ thiên tuyết gật đầu đúng thế cũng đúng cũng không phải tất cả cửu vĩ thiên hồ của tộc cửu vĩ thiên hồ đều phải sống ở thiên hồ sơn vẫn có một ít cửu vĩ thiên hồ rời thiên hồ sơn ai cũng có lựa chọn cuộc sống các nàng mong muốn Tô Mị Nhi gật đầu. Ta. Mộ thiên tuyết suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Diệp Thiên Dật, nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc tại sao ta lại rời Thiên Hồ Sơn. Tô Mị Nhi khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nói, nàng mất trí nhớ rồi. Thì ra là thế. Vậy thì vừa vặn, Thiên Hồ Sơn rất nhiều cường giả. Thực lực của chị gái này cũng không yếu, ở Thiên Hồ Sơn chắc chắn sẽ có người biết nàng là ai. Mộ thiên tuyết gật đầu. Đây cũng là một trong những lý do vì sao nàng đồng ý tới đây, có một số việc, ít nhất là nàng có thể tìm hiểu được. Một người mất đi tình cảm hoặc ký ức, vậy thì đúng là bi thảm nhất nhất nhất. Có thể mất ký ức vẫn còn tạm được, nếu mà không còn tình cảm thì thật bi thảm. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Diệp Thiên giật nói. Được. Sau đó Tiểu Anh Vũ chủ động nắm lấy tay của Diệp Thiên Dật mọi người liền rời khỏi khách sạn, đi về phía Thiên Hồ Sơn. Chị mộ, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở nơi này sao? Bạch Hàng Tuyết hỏi một câu. Đúng vậy, cũng rất tốt. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Ở trong thị trấn mỗi ngày đều chơi đến tốt muộn. Bỗng nhiên mộ Thiên Tuyết nhớ đến điều gì đó, nói, còn chơi một trò gọi là gì nhỉ? Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới nói nói, trò chơi 3D chơi trong trung tâm thương mại à dịp thiên dật cười hỏi từng chờ lần sau ta dẫn ngươi đi chơi nhiều trò càng vui hơn nữa dịp thiên dật cười nói được sau đó bọn họ liền đi tới chân núi thiên hồ sơn cửu trưởng lão vài cô gái thiên hồ sơn nhìn thấy tô mị nhi thì vội vã đi lên hành lễ sau đó các nàng nhìn thấy dịp thiên dật ánh mắt của các nàng đang phát sáng vốn dĩ hắn đã rất rất đẹp trai khiến con gái tự nhiên sẽ nảy sinh hảo cảm với hắn cô nào mà hơi háo sắc một chút vậy đơn giản là nhìn thấy dáng vẻ của dịp thiên dật liền trực tiếp có thể đắm chìm si mê luôn rồi đương nhiên các cô gái của tộc cửu vĩ thiên hồ đa số cũng có tính cách khá lạnh lùng rất khó vừa gặp đã có ấn tượng tốt với một người con trai thế mà sau khi nghe nói về câu chuyện của dịp thiên dật dịp thiên dật trong mắt các nàng Đơn giản chính là nhân trung chi long, làm cho các nàng thích quá thích luôn. Quá đẹp trai. Nhất là ngày hôm nay các nàng cũng tận mắt nhìn thấy người này ngược đại thánh quân và thiên đạo. Khung cảnh khí phách đó quả thực đã hiến trái tim nhỏ bé của các nàng hiến dâng hết lên cho hắn rồi. Ừm, ta đưa mấy người bạn cùng nhau lên núi, không có vấn đề gì chứ? Khóe miệng Tô Mị Nhi hơi cong lên sau đó hỏi. Vâng. Bạn của cửu trưởng lão ạ? À. Ánh mắt của các nàng nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Anh Vũ. Theo Lý mà nói, người ngoài làm sao có thể dễ dàng lên núi được, sau đó Tô Mị Nhi nói, "Ừm, bạn của ta cũng còn là bạn của thánh nữ nữa. Xin lỗi cửu trưởng lão, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Nếu có người ngoài lên núi, cần phải báo cáo chị cả hoặc chị hai. Các trưởng lão khác không làm chủ được. Xin cửu trưởng lão, thánh nữ và Diệp sư đệ thông cảm." một cô gái cửu vĩ thiên hồ nhỏ giọng nói. Từng, đi báo cáo đi. Tô Mị Nhi nhún vai nói. Đa tạ cửu trưởng lão đã thông cảm. Xin chờ trong chốc lát. Sau đó cô gái kia nhanh chóng đi lên núi. Một lát sau nàng đi xuống. Mấy vị, tông chủ có lời mời. Đi thôi, chúng ta lên đi. Sau đó Tô Mị Nhi khẽ hát, quơ quơ một chồng tóc thanh tú của bản thân đi lên thiên hồ sơn. Chủ nhân papa ơi, cổng ta với. Tiểu anh vũ làm nũng. Diệp thiên giật bất đắc dĩ cười cười. Lên đây. Hi hi. Sau đó tiểu anh vũ vui vẻ nhảy lên lưng diệp thiên giật. Đầu nhỏ cọ tới cọ lui vào cổ của diệp thiên giật, quả thật quá lưu luyến người này. Nhưng mà nói như thế nào đây, tên lưu manh diệp thiên giật này vẫn luôn thèm khát cơ thể của nữ võ thần chân dài. Cũng chính là buổi tối ngày hôm đó, Lúc tiểu anh vũ biến thân thành cô gái chân dài kia Chật chật chật, nuôi trước đã Kakaka ka, ka. Nữ võ thần tóc trắng như tuyết, đẹp mợ, quả thật là quá khiêu khích đối với một người đàn ông rồi Phía trước chính là đại điện, chúng ta đi vào trước rồi nói chuyện Bạch hàng tuyết chỉ về đằng trước nói Ừm Sau đó mọi người tiến vào Trong đại điện, mộ thủy ngưng Mộ Y Vũ và rất nhiều cường giả của Thiên Hồ Sơn còn đang thương thảo cái gì đó. Sau đó nghe nói cửu trưởng lão, Diệp Thiên giật bọn họ đưa bạn đến. Mộ Thủy Ngưng theo bản năng cho rằng là gì? Bọn họ đã tìm người giúp đỡ tới rồi, bọn họ đều rất thông minh, tin rằng các nàng cũng đều biết sau cuộc chiến đấu này sẽ có hậu quả gì. Bọn họ không trực tiếp tới Thiên Hồ Sơn mà tìm bạn tới, theo các nàng thấy chính là tìm người giúp đỡ rồi, Thiên Hồ Sơn không có bạn bè gì không phải là không chơi được với bạn chỉ là nói các nàng không đặt tâm tư vào việc kết bạn bọn họ cứ thanh thản ổn định ở trong này phát triển thiên hồ sơn thì tốt rồi cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác cũng tuyệt đối không có giả tâm lớn như rất nhiều tông môn khác hay là suy nghĩ thâu tóm người này người nọ người kia thế nhưng người hiền lúc nào cũng bị bắt nạt các nàng cũng không có cách nào có thể có người giúp đỡ vậy thì tổn thất cũng sẽ ít đi một chút các nàng tự nhiên cũng là hy vọng có thể nhìn thấy điều đó. Diệp Thiên Dật quả quyết phải giải quyết chuyện này, vì chuyện này cũng là do hắn mà ra còn gì. Còn về phần hệ thống mới là gì, Diệp Thiên Dật không biết. Nhưng Diệp Thiên Dật hiểu rõ, cái hệ thống này rất thông minh tài trí. Khi Diệp Thiên Dật sắp đối mặt với chuyện gì đó, cái hệ thống này sẽ mở ra hệ thống rất phù hợp với chuyện này, giản đơn mà nói, có thể làm cho Diệp Thiên Dật không quan tâm đến trường hợp nào đối mặt với kẻ địch có thể ra vẻ mà ra vẻ mang ý nghĩa là thu hút sự chú ý của mấy cô gái cho nên ấy mà suy cho cùng hệ thống này rất đúng với ý tưởng ban đầu lúc mà dịp thiên dật mới vừa mới thu được nó đây con mẹ nó chính là hệ thống tán gái chị cả không biết bọn họ tìm người nào tới giúp đỡ mộ y vũ hỏi chắc không phải là cửu trưởng lão tìm mà là dịp thiên dật tìm tới nếu là dịp thiên dật tìm tới ta thấy hẳn là sẽ không yếu đâu mộ thủy ngưng hơi trầm ngâm nói lúc này bọn họ đi vào tô mị nhi tung tăng đi tới chỗ ngồi của cửu trưởng lão ngồi xuống bác trưởng lão ngươi chỉ dám lén lút nhìn ta thôi à khóe miệng tô mị nhi hơi cong lên nhìn bác trưởng lão cụ 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 bác trưởng lão ho khang một tiếng sau đó không dám lên tiếng dịp thiên giật bọn họ đi đến ta nói này nhóc có phải gần đây ngươi ăn nhiều rồi đúng không? Cảm thấy nặng lên rồi. Diệp Thiên giật đặt tiểu anh Vũ xuống đấm đấm mấy cái lên thắt lưng. Còn lâu nha, tiểu anh Vũ không nặng. Cái miệng nhỏ của tiểu anh Vũ cong lên. Béo thật rồi. Là bé ngực lớn lên đó. Cái miệng nhỏ của tiểu anh Vũ cong lên nói. Diệp Thiên giật. Mộ Thiên Tuyết nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, chỗ này thật sự có một cảm giác quen thuộc cậu diệp không bị thương chứ mộ thủy ngưng hỏi một câu sau đó ánh mắt rơi xuống trên người mộ thiên tuyết đi tới từ phía sau soạt thân ảnh của nàng soạt một cái đứng lên mang vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin soạt mộ y vũ cũng cùng một biểu tình và động tác khiếp sợ nhìn mộ thiên tuyết diệp thiên dật diệp thiên dật vừa muốn nói gì đó nhìn thấy biểu cảm này của hai người hắn đã biết Mộ Thiên Tuyết này nhất định là có địa vị không thể tưởng tượng được ở Thiên Hồ Sơn. Hoặc nói là sức ảnh hưởng, phải biết rằng, trước mặt chính là chị cả và chị hai của Thiên Hồ Sơn đó. Các nàng có thể không phải là mạnh nhất trong Thiên Hồ Sơn, bởi vì nhất định Thiên Hồ Sơn có cường giả đỉnh cấp đang bế quan ở đâu đó. Thế nhưng các nàng nhất định là mạnh nhất ở bề ngoài. Mà các nàng nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Chị chị cả. Đôi mắt xinh đẹp của mộ thủy ngưng mở to nhìn mộ thiên tuyết, thân thể mềm mại hơi của có chút run rẩy, hai tròng mắt vậy mà lại hơi chút phím hồng. Diệp thiên giật. Chị cả, diệp thiên giật sờ sờ chóp mũi. Mộ thiên tuyết là chị cả của mộ thủy ngưng à, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng vai vế của chị cả này không lớn, nói như thế nào nhỉ, cửu vĩ thiên hồ là yêu tộc, hơn nữa còn là huyết mạch đứng đầu yêu tộc cho dù cửu vĩ thiên hồ không tu luyện, không có chút tu vi nào, các nàng cũng có thể sống được một ngàn năm. Cũng chính là xác thực, con người ta trăm năm một đời, còn yêu thì trăm năm một tuổi, cũng tỉ như mộ thủy ngưng, những cô gái cửu vĩ thiên hồ này đều gọi nàng là chị cả, nhưng tiếng chị cả này chính là nàng lớn tuổi hơn những cửu vĩ thiên hồ này mấy nghìn năm, trong tộc cửu vĩ thiên hồ, chị cả chính là danh xưng để xưng hô với người có địa vị cao nhất một tiếng chị cả đó và chị cả trong xã hội loài người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà mộ thiên tuyết là chị cả của mộ thủy ngưng và mộ y vũ sao có điều hình như cũng hợp tình hợp lý ha mộ thiên tuyết nhíu mày nhìn các nàng sau đó hai nàng vội vã chạy tới chị cả sao ngài lại đến thiên hồ sơn rồi mộ thủy ngưng vừa khiếp sợ lại vừa kinh ngạc vui mừng khi nhìn thấy mộ thiên tuyết vội nắm lấy tay nàng Mộ y vũ đứng ở phía sau cũng mang một vẻ mặt kích động. Ta! Mộ thiên tuyết không biết nên nói cái gì, sau đó nàng liếc mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Các vị, các ngươi đi ra ngoài trước đi, phía ta bên này có một số việc. Sau đó mộ thủy ngưng vội vàng nói với những những trưởng lão kia. Được. Những trưởng lão kia cũng không dám tin, nàng. Là chị cả của tông chủ thiên hồ sơn sao? Điều này sau đó cả đám đều mang biểu tình khiếp sợ đi ra ngoài ta cũng đi đây tô mị nhi nhún nhún vai đi ra ngoài tiểu anh vũ chúng ta đi ra ngoài trước đi tiếp đó bạch hàng tuyết kéo tiểu anh vũ đi ra ngoài toàn bộ đại điện chỉ còn lại hai chị em mộ thủy ngưng còn lại chính là mộ thiên tuyết và cả dịp thiên giật chị cả sau ngày đã trở lại rồi mau ngồi đi sau đó Mộ Thủy Ngưng kéo Mộ Thiên Tuyết đến chỗ ngồi của nàng ngồi. Vị trí này đại diện cho người có vị trí tối cao của Thiên Hồ Sơn mới có thể ngồi lên. Hiện tại chỉ có Mộ Thủy Ngưng có thể ngồi, nếu như những người cao cấp đó của Thiên Hồ Sơn xuất hiện thì cũng là các nàng ngồi. Mà hiện tại khẳng định là Mộ Thiên Tuyết ngồi. Diệp Thiên giật ho khan một tiếng. Vậy, thần tiên tỷ tỷ là chị cả của Thiên Hồ Sơn sao? Cũng là chị cả của ta. Mộ thủy ngưng nhìn Diệp Thiên Giật nói, sau đó nhìn về phía mộ thiên tuyết. Mộ y vũ nhanh chóng rót trà cho mộ thiên tuyết. Diệp Thiên Giật biểu thị, đây chính là địa vị đó. Ta là chị cả của ngươi. Mộ thiên tuyết nhìn mộ thủy ngưng hỏi. Chị cả, ngài không nhớ được sao? Mộ thủy ngưng hơi nhíu mày. Diệp thiên giật nói, nàng mất trí nhớ rồi. Cái gì? tại sao chị cả lại mất trí nhớ? Hai người lộ ra vẻ mặt không dám tin. Với thực lực của nàng, làm sao có thể tự nhiên lại mất trí nhớ chứ? Diệp Thiên giật lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ lắm, có thể là đã bị người khác đánh len. Quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Mặt mộ thủy ngưng lộ ra sát ý, có điều là chắc sẽ không có vấn đề đặc biệt gì đâu. Diệp Thiên giật nói. Mộ thủy ngưng nhìn mộ thiên tuyết, nói, ngài là đại tỷ của thiên hồ sơn chúng ta cũng là cửu vĩ thiên hồ mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của thiên hồ sơn chúng ta diệp thiên giật sự tồn tại mạnh mẽ nhất á chật 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 cái này cũng quá con mẹ nó đáng sợ rồi á thật sao mộ thiên tuyết hơi hơi gật đầu hình như cũng đúng diệp thiên giật qua thần tiên tỷ tỷ càng ngày càng ảo rồi có điều diệp thiên giật cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. chẳng qua điều nàng quan tâm không phải là điều này mà là tại sao mộ thiên tuyết không ở thiên hồ sơn. mộ thủy ngân nhìn mộ thiên tuyết ngay sau đó kích động nói, chị cả, được gặp lại ngươi ta thật sự rất vui. sao? ta lại rời khỏi thiên hồ sơn. mộ thiên tuyết nghi ngờ hỏi. mộ thủy ngân và mộ y vũ liếc nhìn nhau. sau đó mộ thủy ngân nói, chị cả chị phải rời khỏi tộc cửu vĩ thiên hồ là vì là vì sao mày đẹp mộ thiên tuyết nhíu chặt chị chị cả đừng nói chuyện này nữa chúng ta nói cái khác đi mấy năm nay chị cả đã đi những đâu thế à quên mất chị cả mất trí nhớ rồi mộ thủy ngưng đổi đề tài ta muốn biết mộ thiên tuyết nhíu mày chị cả thực ra có vài chuyện ta muốn biết giọng điệu mộ thiên tuyết cứng rắn hơn mộ thủy ngưng nhìn diệp thiên giật một cái khẽ than rồi nói vì mười nghìn năm trước tộc cửu vĩ thiên hồ và tộc tà long đỉnh cấp yêu tộc của đại lục nổ ra một đại chiến chủng tộc chưa từng có trong lịch sử dù trong trận chiến ấy tộc cửu vĩ thiên hồ giành được thắng lợi cuối cùng nhưng cũng phải chịu tổn thương vô cùng nặng nề phải biết năm đó tộc cửu vĩ thiên hồ rất hưng thịnh có gần một trăm nghìn tộc nhân ấy vậy mà sau trận chiến chỉ còn chưa đến 10.000. Mộ thiên tuyệt càng nhíu mày chặt hơn nữa. Diệp thiên giật. Phát, đại chiến lớn đến bực này. Chờ đã. 10.000 năm trước, wow. Thần tiên tỷ tỷ là người từ 10.000 năm trước cơ à. Có điều nghĩ lại thì cũng phải, đến thường hy còn đã 1.000 tuổi. Đối với yêu tộc mà nói, 10.000 năm ngắn lắm, cảnh giới của yêu tộc tăng chậm nhưng tuổi thọ lại rất dài vậy nên mộ thủy ngưng cũng là mười ngàn tuổi dịp thiên dịp than thầm chắc hẳn cả mộ thủy ngưng và mộ y vũ đều là chí tôn thiên đạo mà sau thiên hồ sơn có thể cũng không còn quá nhiều cường giả đỉnh cấp ẩn nấp các nàng khá đặc biệt khuyết mạnh quá mạnh tất có cái tai hại trên thế giới này trời cao trao cho ngươi một cánh cửa nhất định sẽ khép lại một cái cửa sổ khuyết mạch quá mạnh xấu ở chỗ năng lực sinh sản cực kém theo hiểu biết của Diệp Thiên Dật, hiện giờ cả một thiên hồ sơn to lớn cũng chỉ có hơi 10.000 người của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ. So với 10.000 năm trước không đến 10.000 người có thể thấy rõ thiếu hụt ấy. 10.000 năm hòa bình mà tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ lại chỉ vừa thoát khỏi ranh giới 10.000, chưa kể tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ còn toàn là nữ, các nàng không thể sinh ra con trai, cộng thêm sự kiêu hãnh từ trong xương cho nên vấn đề sinh dục của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ từ rất lâu trên cơ bản là dựa vào một loại bí pháp không cần đàn ông cũng có thể sinh con, nhưng đi cùng với nó là tỷ lệ rất rất thấp, sau đó thì sao? Mộ thiên tuyết hỏi. Sau đó? Mộ thủy ngưng cắn phiến môi đỏ mọng, sau đó đại lục hòa bình trở lại, tộc cửu vĩ thiên hồ cũng dần sống yên biển lặng, còn chị cả thì rời khỏi tộc. Vì sao? Mộ thiên tuyết hỏi. Hai cô gái lại liếc nhìn nhau. Vì năm đó, chị cả là lãnh tụ của tộc cửu vĩ thiên hồ, ngoài ra còn có cả chị hai và chị ba. Mà nguyên nhân gây nên thù hận giữa tộc cửu vĩ thiên hồ và tộc tà long là do chị ba bị long thần của tộc tà long dùng mưu hèn kế bẩn làm nhục. Chị cả rất hận, dẫn cửu vĩ thiên hồ đến tử chiến với tộc tà long. Sau trận chiến ấy, gần như cả tộc tà long đều bị diệt, tộc cửu vĩ thiên hồ cũng tổn thất thảm trọng, thế nên. Mộ thiên tuyết nhíu chặt mày. Diệp thiên giật đã hiểu đại khái. Năm đó chị ba của Mộ Thủy Ngưng, cũng là em gái thứ ba của Mộ Thiên Tuyết bị Long thần làm nhục, dưới cơn nóng giận, Mộ Thiên Tuyết đã dẫn cả tộc đi tấn công tộc Tà Long. Báo thù được, nhưng đồng thời nàng cũng mang đến cho tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ tai họa thảm khốc. Số tộc nhân ngã xuống trong trận đại chiến kia nhiều không đếm xuể. Kết quả là Mộ Thiên Tuyết cực kỳ áy nấy, không dám đối mặt với tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ nên đành phải lựa chọn rời đi. 2 Diệp Thiên giật thở dài. Phải nói sao đây, hắn nghĩ Mộ Thiên Tuyết cũng không làm sai, hắn cũng cảm thấy chắc chắn toàn bộ người trong tộc đều ủng hộ cách làm của nàng, không hề trách nàng. Chỉ là Diệp Thiên giật âm thầm tặc lưỡi thở dài, "Ôi trời, thần tiên tỷ tỷ lại là lão đại của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ cơ đấy." Nhiều năm trước đã là lão đại, về cơ bản chính là chị đại, dĩ nhiên Mộ Thiên Tuyết cũng đoán được nguyên nhân, khẽ cắn môi em ba của ta ở đâu? Chị ba. Mộ Thủy Ngưng do dự một hồi mới nói, sau khi chị ba bị làm nhục đã liều mạng với tộc Tà Long, cuối cùng. Nếu không lúc ấy chị cả cũng không tức giận đến vậy. Nhưng có một chuyện là thật, tất cả chúng ta đều ủng hộ cách làm của chị cả. Đến bây giờ vẫn không một ai trách chị cả. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thủy Ngưng đỏ bừng. Em hai đâu? Chị hai đang ở Thiên Hồ Sơn. Bế quan quanh năm, bình thường việc trong thiên hồ sơn đều do ta và y vũ quản lý, chị cả, chị đi thăm chị Hi đi, mấy năm nay chị hai rất nhớ ngươi. Mộ thủy ngưng nói. Mộ thiên tuyết gật đầu, sau đó nhìn Diệp thiên giật, nói, ta. Ta đi gặp em hai đây. Đi đi. Mộ thủy ngưng và mộ y vũ đều giật mình. Sao chị cả của các nàng lại phải? Báo cáo với Diệp Thiên Dật. Này! Y Vũ, ngươi dẫn chị cả đến chỗ chị hai đi. Được. Chị cả, mời đi theo ta. Mộ Y Vũ dẫn một Thiên Tuyết ra ngoài, còn lại Mộ Thủy Ngưng quay sang nhìn Mộ Thiên Diệp, thi lễ cảm ơn ngươi đã dẫn chị cả trở về. Ta cũng rất sợ, rất sợ thần tiên tỷ tỷ rời bỏ Thiên Hồ Sơn là vì xảy ra mâu thuẫn gì đó. Thật may là không phải. Mộ Thủy Ngưng thở dài thường thường nói, chị cả là người như vậy, không. Phải nói là tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ ta là như vậy. Chủng tộc chúng ta nhìn thì lạnh như băng nhưng thật ra đều trọng tình trọng nghĩa. Năm đó chị cả cũng không làm sai, mà ngược lại, nếu năm đó nàng không dẫn tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ chinh phạt tộc Tà Long sẽ càng khiến tộc nhân bất mãn. Thật sự không có một ai trách nàng, chỉ có nàng vẫn luôn. Diệp Thiên giật gật đầu, ta có thể hiểu được chuyện này. À mà Thiên Hồ Sơn có người nào mạnh hơn thần tiên tỷ tỷ không? Mộ Thủy Ngưng lắc đầu, không có, không một ai có thể vượt qua chị cả. Ta nói mà, cửu vĩ Thiên Hồ thì sẽ có chín đuôi, thần tiên tỷ tỷ lại có tận 10 đuôi, chắc chắn là mạnh nhất. Diệp Thiên Giật nói. Mộ Thủy Ngưng khiếp sợ nhìn Diệp Thiên Giật. Chị cả có. 10 đuôi. Hử. Các ngươi không biết à. Tất nhiên, mười đuôi chỉ có trong truyền thuyết của cửu vĩ thiên hồ ta, nếu năm đó chị cả có sức mạnh của mười đuôi thì còn cần gì cả tộc đi thảo phạt tộc Tà Long. Một mình chị cả là đã đủ rồi. Diệp Thiên giật. Hắn biết thần tiên tỷ tỷ rất lợi hại. Nhưng năm đó trăm 000 tộc nhân của cửu vĩ thiên hồ bị diệt mất hơn 90.000, vậy mà một mình thần tiên tỷ tỷ có 10 đuôi đã đủ một người toàn diệt. Vậy? Vậy cách cũng hơi bị xa rồi đấy. Đậu đậu má thần tiên tỷ tỷ quá khủng khiếp mộ thủy ngân vô cùng phấn khích mười đuôi chị cả có tận mười đuôi cậu diệp sao ngươi lại biết chuyện này mộ thủy ngưng nhìn diệp thiên giật hỏi đúng vậy bây giờ trong mắt mộ thủy ngưng Diệp Thiên Dật không còn là một đệ tử của tộc cửu vĩ thiên hồ, mà là khách cực quý cực quý. Ta đã nhìn thấy. Thì ra là vậy, đã thấy thì hẳn là chị cả có mười đuôi thật, nếu nguy cơ lần này có chị cả tham gia, Thiên Hồ Sơn chắc chắn sẽ vượt qua được. Mộ Thủy Ngưng gật đầu cái rụt, vui sướng nói. Chắc chắn không thành vấn đề. Mộ Thủy Ngưng lại nhìn Diệp Thiên Dật, hỏi, cậu Diệp quen biết với chị cả thế nào vậy? Rốt cuộc là chuyện gì làm nàng mất trí nhớ? Diệp Thiên Dật suy nghĩ một hồi rồi trả lời, ta gặp nàng ở vạn yêu thiên lâm, hình như lúc ấy nàng đang bị người nào đó đánh lén một thời gian sau gặp lại lần nữa, có lẽ nàng bị trúng âm chiêu, cũng có khi là bị yêu thần khác của vạn yêu thiên lâm hải hại, cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ có thể chờ nàng hồi phục trí nhớ mới nói tiếp được. Ồ, vậy cũng không sao, cảnh giới của chị cả đã đạt đến bậc này, không cần lo lắng gì nữa. Sau đó Diệp Thiên giật hỏi, thập vĩ mạnh hơn cửu vĩ nhiều vậy sao? Mộ thủy ngưng nhìn Diệp Thiên giật, nói, thập vĩ là cảnh giới trên cả trí tôn thiên đạo. Diệp thiên giật Hở Tộc cửu vĩ thiên hồ chúng ta càng tin tưởng rằng trên đại lục này có thượng vị diện. Nhưng vì hạn chế của pháp tắc, ở vị diện này chúng ta chỉ có thể dừng lại ở trí tôn thiên đạo, dù thừa sức đột phá cũng không thể đột phá. Vậy nên ta cũng không biết tại sao chị cả có thể đạt đến cảnh giới mười đuôi. Nếu như là ở thượng vị diện, e rằng cảnh giới của chị cả đã mạnh đến không thể tưởng tượng được. Diệp Thiên giật lặng lẽ tặc lưỡi cảm thán. Pháp tắc, hoặc là nói quy tắc hạn chế vị diện, người có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể dừng lại ở một chỗ. Thế mà mộ thiên tuyết lại phá vỡ quy tắc do thần lập ra, nghĩ thử đi, đáng sợ nhường nào, nếu nàng ở thượng vị diện, thật sự có thể như mộ thủy ngưng nói, đạt tới trình độ khó mà tin nổi, nhưng mọi thứ đều không liên quan, chỉ cần chị trả tới được thượng vị diện, bao gồm cả ta, cả rất nhiều chí tôn thiên đạo của đại lục, những người đã dừng ở chí tôn thiên đạo quá lâu, một khi có thể phá vỡ quy tắc, tiến vào thượng vị diện thì cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Mộ thủy ngưng nói, thật lợi hại. Mà, quan hệ của cậu Diệp và chị cả có vẻ, rất tốt. Diệp thiên giật gật đầu, hẳn rồi, nàng là vợ ta mà. Mộ thủy ngưng, nàng nhiễu mày. Cậu Diệp, chuyện này không đùa được đâu mặc dù nàng còn chưa thừa nhận nhưng ta nghĩ là sắp rồi. Cậu Diệp, đúng là cậu cực kỳ ưu tú, nhưng chị cả. Diệp Thiên giật sờ sờ mũi, nè nè nè, ngươi không được như vậy nha, chị cả ngươi có thích hay không là lựa chọn của nàng. Ok. Ngươi quản nàng làm cái gì? Không phải vậy. À, ta hiểu rồi, ngươi cũng thích ta, ngươi sợ chị cả ngươi thích ta, ngươi lại không thể tranh ta với chị cả phải không? Diệp Thiên giật nhếch miệng cười. Mộ Thủy Ngưng. Cậu Diệp. Ý ta là. Ta hiểu ta hiểu, ta không nói cho chị cả ngươi chuyện ngươi thích ta, hai ta lén lút. Mộ Thủy Ngưng. Chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong nàng xoay người đi thẳng. Diệp Thiên Dật. Ơ kìa. Cô gái này. Diệp Thiên Dật rất bất đắc dĩ nhún vai. Tiên. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ, làm mới lại tất cả số lần đổi hạn chết của tất cả vật phẩm trong thương thành, thuộc tính ngẫu nhiên, thuộc tính kim. Lời nhắc nhở của hệ thống cũng cùng lúc truyền tới. Diệp Thiên giật hơi nhíu mày. Kim, một thuộc tính khá phổ thông nhưng rất tốt cho Diệp Thiên giật. Kim, tăng sức mạnh và sức phòng ngự của võ giả. Đối với một người hay chiến đấu vượt cấp như Diệp Thiên Dật, có thêm một thuộc tính kim không chỉ tăng sức mạnh và phòng ngự mà còn tăng năng lực chiến đấu vượt cấp nữa. Không nói chuyện khác, coi thuộc tính kim loại này thành một thuộc tính phụ trợ là quá tốt với Diệp Thiên Dật rồi, tám thuộc tính, Diệp Thiên Dật biết chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định có được toàn thuộc tính. Chỉ là hình như bây giờ không có thuộc tính tự nhiên. Thôi, đã rất lợi hại rồi. Kế tiếp Diệp Thiên Dật lại đợi, đợi xem hắn lại có hệ thống mới gì. Có thần tiên tỷ tỷ ở đây hắn có hệ thống mới như thế nào chắc cũng không quan trọng đâu nhỉ. Mộ Thủy Ngưng cũng nói, nếu năm đó mộ thiên tuyết có 10 đuôi thì một mình nàng đã đủ rồi, đối mặt với mấy thứ tạp nham này càng không có vấn đề. Trừ khi xuất hiện dị biến. Ở chỗ khác, mộ y vũ dẫn mộ thiên tuyết đến một nơi. Chị cả, chị hai đang ở trong tiểu thế giới. Mộ y vũ nói. Ừm. Cảm ơn nhiều mộ thiên tuyết không nhớ được gì cả nàng nghe họ nói mình còn có một người em gái nên rất muốn gặp một lần chị cả không cần cảm ơn ta mộ y vũ vội nói năm đó nàng chỉ là một cô bé đi theo sau lưng mộ thiên tuyết mà thôi nhưng đúng là vì có thực lực và thiên phú nàng mới có được vị trí hiện giờ ta đi trước được sau đó mộ thiên tuyết vung tay lên tiến vào trong truyền tống trận bóng người biến mất tại chỗ khi mộ thiên tuyết xuất hiện lần nữa, nàng đang đứng trong một đồng cỏ vô cùng xinh đẹp. Khung cảnh trước mắt có non xanh nước biếc, thác nước sông dài. Đặc biệt là bây giờ bên ngoài đang vào đêm còn nơi này lại ngập tràn nắng ấm, linh lực thiên địa rất đổi dồi dào. Mộ thiên tuyết dạo bước, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn xung quanh. Ai? Một giọng nói truyền tới từ hư không, có chút giống với giọng của mộ thiên tuyết. Ta! Mộ thiên tuyết cũng không biết nói gì, nhẹ nhàng nói một chữ ta soạt trước mắt lóe ánh sáng trắng một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trước mặt mộ thiên tuyết cô gái đó có nhiều nét khá giống mộ thiên tuyết độ xinh đẹp cũng vô cùng yêu nghiệt chị chị cả thấy người đến là mộ thiên tuyết cô gái vừa khiếp sợ lại vừa vui mừng đến gần mộ thiên tuyết ôm chầm lấy nàng cuối cùng ngươi cũng trở về rồi thân thể mộ thiên ngưng hơi run rẩy cảnh giới của nàng, sự tồn tại của nàng, còn xa xưa hơn cả Hoàng Nguyệt. Làm nàng lộ vẻ xúc động như vậy cũng chẳng dễ gì. Các nàng là chị em ruột. Trên cơ bản tộc cửu vĩ thiên hồ toàn dùng bí pháp để sinh nở, có thể sinh ra một đứa trẻ đã vô cùng may mắn rồi, mà mẹ của mộ thiên tuyết lại sinh ra tận ba người con. Dĩ nhiên không phải sinh trong một lần mà tách thành nhiều lần, nếu không sẽ là thai sinh ba. Ba chị em, nàng là chị cả, mộ thiên ngưng là thứ hại em thứ ba là mộ thiên sương đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian còn mẹ của các nàng đã rất xưa rất xưa rồi sống thọ và từ trần tại nhà đó cũng là nguyên nhân năm đó mộ thiên tuyết tức giận như vậy vì mộ thiên sương là em gái ruột của nàng tất nhiên nếu là những tộc nhân khác của tộc cửu vị thiên hồ bị như vậy nàng vẫn sẽ cực kỳ căm giận mộ thiên tuyết nhìn mộ thiên ngưng đứng trước mặt mình có một vài chuyện nàng vẫn không nhớ được nhưng nhìn cô gái có gương mặt rất giống mình này lại thêm cảm giác cực kỳ thân thiết từ trong huyết mạch nàng biết đây là một người nàng có thể tin tưởng vô điều kiện ta à, không nhớ gì cả mộ thiên tuyết nhìn mộ thiên ngưng nói khẽ hả chị cả đã xảy ra chuyện gì mộ thiên ngưng là một người rất mạnh tuy lúc gặp được mộ thiên tuyết nàng hết sức hưng phấn và xúc động nhưng nội tâm vẫn rất trầm ổn xúc động qua đi cũng bình tĩnh lại mộ thiên tuyết lắc đầu không quan trọng ta giúp ngươi lên thập vĩ đã mộ thiên ngưng chị cả ngươi có hiểu ý nghĩa của thập vĩ không nàng khiếp sợ nhìn mộ thiên tuyết mộ thiên tuyết gật đầu có đúng là nàng chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng một vài phương pháp tu luyện lại rất rõ ràng nàng chỉ mất đi số ít ký ức về con người và bản thân mà thôi trong đó bao gồm cả chuyện nàng rất mạnh nhưng nếu cả phương pháp phóng thích võ kỹ cũng quên mất thì quá giả rồi. Mộ thiên tuyết khát vọng giúp những người thân thương của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Phải biết rằng thập vĩ và cửu vĩ cách nhau một trời một vực. Chẳng hề đơn giản như sự khác biệt giữa thánh quân và thiên đạo. Được. Mộ thiên ngưng gật đầu. Hai người con gái tiến vào trạng thái tu luyện, mộ thiên tuyết lại giống như đã quên mất. Thiên hồ sơn đang gặp nguy hiểm. Hết cách rồi. Không phải trí nhớ của thần tiên tỷ tỷ quá kém, mà là nàng vừa được gặp lại người thân xa cách đã nhiều năm, mong muốn được dạy cho người đó thứ trân quý nhất của nàng, sau đó nàng quên luôn. Đúng hơn thì, Diệp Thiên Dật và cả hồ Thiên Sơn, không một ai nói cụ thể chuyện sắp xảy ra cho mộ Thiên Tuyết. Diệp Thiên Dật chỉ nói với nàng rằng Thiên Hồ Sơn sắp bị đánh, còn những chuyện khác nàng chẳng biết gì cả. Tiên chúc mừng ngươi mở ra hệ thống mới hệ thống vô địch diệp thiên dật nghe được âm thanh thông báo của hệ thống diệp thiên dật lơ mơ mở mắt hệ thống vô địch hắn xem qua giới thiệu hệ thống vô địch hệ thống bị động luôn luôn bảo vệ ký chủ khỏi tất cả các công kích bất chấp cảnh giới bất chấp sức mạnh khi có bất kỳ lực công kích nào đánh vào người ký chủ hệ thống vô địch sẽ giải phóng sức mạnh tạo thành lớp bảo vệ bất khả chiến bại quanh người ký chủ. Hệ thống không có nhiệm vụ cuối cùng, phương pháp thu thập giá trị cuồng ngạo, lấy yếu thắng mạnh. Phần thưởng hệ thống, không có, trừng phạt hệ thống, nếu không thể làm nhục 20 thiên đạo, giá trị nhan sắc giảm xuống 10%. Thời gian còn lại của hệ thống, 6 ngày 23 giờ 59 phút 41 giây. Diệp thiên giật. Đậu má. Này. Diệp thiên giật há to miệng, hệ thống này cho hắn bàn tay vàng cũng trắng trợn quá nhỉ, lúc Diệp Thiên Dật cần bảo vật, hệ thống cho hắn một hệ thống lựa chọn cường giả ngẫu nhiên, đưa mãn thiên tinh gì gì đó tới. Lúc hắn cần làm màu ở thi hội, hệ thống lập tức cho hắn một hệ thống âu thần, giúp hắn lấy được vé vào thi hội, hay đó hắn cần làm màu ở đại hội quần hùng, ngay lập tức đưa tới một cái hệ thống thánh nhân. Hắn cần đi đánh tông môn nhà người ta, tức khắc phát một hệ thống chúng sinh bình đẳng. Giờ hắn phải bảo vệ Thiên Hồ Sơn. Mẹ nó, cấp luôn một cái hệ thống vô địch, Diệp Thiên giật phục rồi, cái hệ thống này đúng là không gì bằng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không làm được. Diệp Thiên giật cảm thấy hắn phải tu đức mấy kiếp mới có được cái hệ thống nghịch thiên thế này. Còn chuyện không có phần thưởng cũng chẳng sao. Không làm nhục 20 tên thiên đạo, giá trị nhan sắc giảm 10%. Diệp Thiên giật. Phát nhà mi giờ ngươi không để ý đến họa mi của ông đây nữa, chuyển sang nhòm ngó nhan sắc của ông rồi phải không, hả? Diệp thiên giật có chút bó tay. Có điều chuyện làm nhục người khác ấy à, chính là thiên phú bẩm sinh của diệp thiên giật rồi, chỉ là. Hắn có nên cố ý không hoàn thành nhiệm vụ này không nhỉ? Dẫu sao trông quá đẹp trai cũng phiền lắm. Diệp thiên giật hơi trầm ngâm, lát sau lại thở dài. Là một người luôn bị quấy nhiễu vì quá đẹp trai quá chói mắt, Diệp Thiên Dật thấu hiểu sâu sắc cảm giác mỏi mệt này. Rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thôi đi, cha mẹ sinh ra đã đẹp, là trời sinh rồi. Phải biết đẹp cũng là một loại ân huệ, không thể giảm bớt. Diệp Thiên Dật cười khẩy. Vô địch. Để ta cho các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Một ngày cứ như vậy trôi đi. Toàn bộ Thiên Hồ Sơn võ trang đầy đủ, chuẩn bị nên đón đại chiến thiên hồ sơn muốn phái hết đệ tử ra ngoài nhưng nói thật chẳng có mấy người đệ tử đồng ý rời đi bọn họ không muốn đi đương nhiên bọn họ cũng không thần thánh đến mức muốn ở lại giúp thiên hồ sơn bọn họ chỉ là đệ tử của thiên hồ sơn mà thôi không thể ở lại thiên hồ sơn nữa thì bọn họ có thể đến các tông môn khác không cần chết vì thiên hồ sơn bọn họ ở lại chủ yếu là vì hóng chuyện thôi mấy người long minh thiên phi hằng Vung Thiên Thành cũng ở lại. Ở lại cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ ra tay, bọn họ càng muốn xem trò vui hơn. Muốn nhìn xem Diệp Thiên Dật sẽ chết thảm thế nào. Đại chiến giữa các tông môn cao cấp sẽ không ảnh hưởng đến đệ tử, họ đã không xông vào đánh, những cường giả tấn công Thiên Hồ Sơn sao có thể ra tay với họ? Làm vậy chỉ tổ khiến người đời chửi rủa. Cậu Diệp. Mộ Thủy Ngưng nhìn Diệp Thiên Dật gọi một tiếng, đi về phía hắn. Hửng? ngươi muốn tỏ tình với ta diệp thiên giật nói to xoạc xoạc thật nhiều cô nàng cửu vĩ thiên hồ cùng rất nhiều các đệ tử ở thiên hồ sơn ngây ngẩn trốt triếp nhìn sang mộ thủy ngưng khốn kiếp nàng còn chưa nói được gì đâu tên khốn kiếp này cậu diệp chị cả còn chưa ra ngoài à mộ thủy ngưng thấy mộ thiên tuyết tới nhất là khi biết nàng đã có thập vĩ thì vô cùng phấn khởi thiên hồ sơn xem như có thể tai qua nạn khỏi nhưng mà nàng nhận được tin tức các đại tông môn đã chuẩn bị xuất binh còn mộ thiên tuyết và cả chị hai của nàng vẫn chưa có chút dấu hiệu sẽ đi ra ngoài ngược lại là cửa vào của tiểu thế giới đã bị đóng băng cực kỳ đáng sợ đến nàng còn không vào được nàng không biết bên trong đang làm cái gì nữa chỉ biết nếu các nàng không đi ra thiên hồ sơn sẽ lâm vào hiểm cảnh nàng hỏi Diệp Thiên Dật cũng vì cảm thấy quan hệ của hắn và chị cả không bình thường, có lẽ Diệp Thiên Dật sẽ biết tình hình bên trong. Biết các nàng đang làm gì, Diệp Thiên Dật gãi đầu, ta cũng không biết, ta đã nói với thần tiên tỷ tỷ muốn nhờ nàng đến đây giúp đỡ, hay? Diệp Thiên Dật hơi ngớ người. Hắn chỉ nói thần tiên tỷ tỷ đến giúp đánh nhau chứ không nói rõ với nàng là Thiên Hồ Sơn phải trải qua kiếp nạn khủng khiếp chừng nào, chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ? Quên rồi hoặc là không để trong lòng. Hay là nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải làm gấp, không đợi được nữa, có sao nói vậy, đúng là hắn có hệ thống vô địch, nhưng hắn không có chiến lược đỉnh cấp nhá. Dù hắn có vô địch, có thể khiến đám cường giả đế nhục nhã từ trong tim đi nữa thì hắn cũng không đánh nổi bọn họ đâu. Bọn họ tới rồi à, Diệp Thiên giật hỏi. Mộ thủy ngưng nhìn về phía không trung xa xa, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sát ý, tới rồi chân trời phía xa, một luồng sức mạnh trực tiếp lao tới đây, bất kỳ ai có thể tham gia trận chiến ở cấp tông môn này, kẻ yếu nhất cũng đạt tới pháp tắc, lĩnh vực cảnh, thiên hồ sơn, bây giờ có hơn người nghìn người, 39 thiên đạo, năm chí tôn thiên đạo, hơn 2.000 thánh quân, hơn 5.000 thiên tôn, dưới pháp tắc hơn 1.000 người, và những cửu vĩ thiên hồ dưới pháp tắc cảnh đều là chưa được hóa hình hoàn toàn. Đây là lý do tại sao thiên hồ sơn rất mạnh, năm chí tôn thiên đạo. Hỏa Thần Tông chỉ có một. Đây là khoảng cách rõ ràng nhất, Bất Tử Thiên Đường có 100.000 người cũng chỉ có 3 chí tôn thiên đạo. Vì vậy, chỉ có sự chênh lệch giữa số lượng chí tôn thiên đạo luôn khiến họ yếu hơn Thiên Hồ Sơn. Nhưng bây giờ thì khác, Bất Tử Thiên Đường rốt cuộc cũng đợi được cơ hội này, cuối cùng cũng đợi được cơ hội để liên thủ với các tông môn khác. Sau đó, hắn sẽ thôn tính Thiên Hồ Sơn. Dù Thiên Hồ Sơn có mạnh đến đâu, nhưng bàn về số lượng chí tôn thiên đạo bọn họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối ở đằng xa những cường giả đó dừng lại không đi tiếp nữa minh huyết nói các vị dừng lại ở đây trước đã chúng ta chờ các thế lực đều tới rồi cùng nhau tiến lên thiên hồ sơn phòng ngừa người, người của thiên hồ sơn sẽ tấn công chúng ta trước vâng phía bên kia tần hạo chạy đến chỗ tội ác chi đô của ông nội hắn ông ơi ông ơi tần hạo thật sự không muốn đến cùng ông nội nhưng diệp thiên dật quá kiêu ngạo hắn thực sự muốn diệt trừ người này ngay cả khi thiên hồ sơn gặp phải thảm họa như vậy hắn cũng biết thực sự muốn khiến diệp thiên dật chết người duy nhất muốn đối đầu với diệp thiên dật chỉ có hỏa thần tông còn lại chỉ là muốn tiêu diệt thiên hồ sơn vì vậy hắn cần ông nội của mình ra tay mục đích chính là tiêu diệt diệp thiên dật thế lực của tội ác chi đô phân bố rộng rãi khắp mọi nơi mặc dù sẽ có người ở tội ác chi đô ra tay nhưng mục đích lại giống như các môn phái khác, họ đến là vì tài nguyên của Thiên Hồ Sơn, chứ không phải đến để giết dịp thiên dật. Một lão già tóc bạc trắng bước ra mở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Hạo, tuy rằng là ông nội của mình, nhưng Tần Hạo thật sự có chút sợ hắn. Có chuyện gì? Tần Hải hỏi. Ông ơi, có người ở Thiên Hồ Sơn đã cướp cháu cháu dâu của ông, hắn còn ra tay với ta nữa. Ta? ta chỉ muốn nhờ ông nội ra tay đòi lại công bằng cho ta tần hải đột nhiên nhíu mày ai dám to gan như vậy là đệ tử mới của thiên hồ sơn cái gì ngươi đường đường là đại sư huynh của thiên hồ sơn lại không đánh được một tên nhóc là đệ tử mới tần hải hít sâu một hơi tần hạo vội vàng nói ông nội không phải ta không đánh được hắn mà là người này thật sự rất ác độc ông nội hẳn là đã nghe đến chuyện tối hôm qua rồi chứ hỏa thần tông suýt chút nữa bị một tên nhóc tiêu diệt chính là hắn ta hả nghe được lời nói của tần hạo đôi lông mày già nu của tần hải nhướng lên là tên nhóc đó sao tần hải chậm rãi đi tới đi lui thế lực đứng phía sau hắn là đế quốc cửu châu nhưng mà người tội ác chi đô ta không sợ bất kỳ thế lực nào nếu có thể có được linh khí nghịch thiên trong tay hắn Vậy thì trên thế giới này không ai có thể so bì được ngài rồi. Ánh mắt của Tần Hạo đột nhiên sáng lên, đúng vậy. Linh khí đó có thể khiến người lĩnh vực cảnh nhị giai đấu với chí tôn thiên đạo, mười mấy thiên đạo cảnh, cùng hàng trăm thánh quân cảnh đều bất phân thắng bại. Thật là nghịch thiên. Nếu rơi vào tay ta. Tần Hải lắc đầu, đừng nghĩ quá đơn giản, tuy rằng lần này có vẻ như tất cả thế lực đều nhắm vào Thiên Hồ Sơn, nhưng sức mạnh kinh người mà đêm hôm trước Diệp Thiên đã thể hiện khiến sự chú ý của bọn họ chuyển từ Thiên Hồ Sơn đến thân phận của tên Diệp Thiên Dực kia. Tần Hạo nhíu mày. Tất cả là do thứ linh khí kia. Đúng vậy. Thiên Hồ Sơn có vô số tài nguyên, nhưng sau khi các thế lực khác nhau phân chia thì còn lại bao nhiêu chứ? Bất tử thiên đường, ngũ hành tông môn là những tông phái lớn khác, bọn họ lấy càng nhiều thì những môn phái khác lại càng ít, mà hiện tại, Xuất hiện trước mắt mọi người lại là cái thứ linh khí thần kỳ của Diệp Thiên Dật. Linh khí đó không hề kém so với chí tôn thánh khí của Thiên Hồ Sơn là bao, Hạo Nhi, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào?" Tần Hạo nói, chắc chắn là linh khí của tên Diệp Thiên Dật kia. "Đúng vậy. Vì vậy, hiện tại có vẻ như các thế lực lớn đang cùng nhau tấn công Thiên Hồ Sơn." Tất nhiên, điều này cũng đúng. Nhưng bao gồm cả Bất Tử Thiên Đường Tất cả bọn họ đều tỏ ra không để ý nhiều đến Diệp Thiên Dật. Thực tế, nếu có cơ hội, Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ là mục tiêu của mọi người. Cho dù không thể lấy được bất kỳ tài nguyên nào của Thiên Hồ Sơn, nhưng chỉ cần có được bảo vật của Diệp Thiên Tiên là đủ. Tần Hải lạnh nhạt nói. Vì vậy, Diệp Thiên Dật nhất định phải chết. Tần Hạo nắm chặt tay căm phẫn nói. Phải chết thì nhất định phải chết chỉ là xem linh khí này sẽ rơi vào tay ai ta cũng biết cuộc trò chuyện giữa những cường giả đêm hôm trước những tên keo kiệt bất tử thiên đường bọn họ nói sẽ dùng một loại linh khí nào đó để kìm hãm dịp thiên vật không để hắn sử dụng bất cứ sức mạnh nào đợi đến khi giải quyết được thiên hồ sơn thì mới tấn công hắn theo ta trên thực tế họ một là muốn trực tiếp giải quyết dịp thiên vật hai là đưa dịp thiên vật đến một nơi nào đó Vậy thì linh khí của hắn ta sẽ thuộc về Bất Tử Thiên Đường. Thật xảo quyệt. Tần Hải nở nụ cười, những đại môn phái này không ai không phải là cáo già. Ta nghĩ ra được chẳng lẽ bọn họ không nghĩ ra được. Hiện tại nếu như ta đã có lý do ra tay với Diệp Thiên Dật, nếu đã có cơ hội đoạt lấy linh khí của Diệp Thiên Dật thì ngại gì mà không thử. Ngươi không cần đi nữa, dù sao ngươi cũng là đại sư huynh của Thiên Hồ Sơn. Ta muốn đi xem, ta muốn tận mắt chứng kiến Diệp Thiên giật chết. Thôi được. Vậy lát nữa ngươi qua xem đi. Tông chủ, bọn họ làm gì vậy? Diệp Thiên giật ngồi đó và nhìn về phía xa. Mộ thủy ngưng nhàn nhạt nói, bọn họ chưa đến đủ, bởi vì bọn họ sợ Thiên Hồ Sơn sẽ tấn công trước. Bọn họ đang chờ người. Vậy chúng ta cứ ngồi xem bọn họ chờ ai à, Diệp Thiên giật xoa cầm. Thiên Hồ Sơn là sân nhà của chúng ta. Ở đây có đại trận Hồ Sơn của Thiên Hồ Sơn. Mặc dù không thể ngăn cản họ, nhưng nó sẽ khiến bọn họ dễ dàng tiến vào. Cũng chưa chắc rút lui được. Sau khi mộ thủy ngưng liếc nhìn về phía tiểu thế giới, chị cả và chị hai của nàng vẫn chưa đi ra, mọi người, tập hợp ở chủ phong. Sau đó mộ thủy ngưng khẽ lên tiếng. Xoạt xoạt, ngay sau đó, từng bóng người xuất hiện từ mọi hướng, đứng sau lưng mộ thủy ngưng, chính vị trưởng lão, gần 10.000 người có cảnh giới từ pháp tắc cảnh đến thiên đạo cảnh. Đều là phụ nữ, đương nhiên cũng có vài người đặc biệt, bọn họ không phải người của tộc cửu vĩ thiên hồ ở thiên hồ sơn, ví dụ như lục trưởng lão, bác trưởng lão, như cửu trưởng lão Tô Mị Nhi, thậm chí lục trưởng lão và bác trưởng lão đều là nhân tộc, còn có rất nhiều đệ tử ở nhiều nơi khác đang đứng phía xa theo dõi tình hình. Các vị đệ tử của Thiên Hồ Sơn nếu không muốn chết thì tốt nhất hãy rời khỏi nơi này nhanh đi, Mộ Thủy Ngưng tuyên bố. Những đệ tử sợ chết đã bỏ đi hết rồi, còn lại là những người không sợ chết. Không, chính xác mà nói, bọn họ muốn xem kịch, muốn xem toàn cảnh trận chiến, đến lúc đó, họ chỉ cần trốn đủ xa là được rồi, họ sẽ không ra tay bởi vì họ không có đủ trình độ để làm điều đó. Nhưng thật sự có một số người vẫn có cảm tình với Thiên Hồ Sơn. Có thể là một số đệ tử trưởng lão, bọn họ có những người từ nhỏ đã lớn lên ở đây, Thiên Hồ Sơn giống như là nhà của họ, thực sự có những người như vậy, Sư Tôn, từ nhỏ ta lớn lên ở Thiên Hồ Sơn, từ nhỏ ta không còn người thân thích nào nữa. Sư Tôn đã nhận nuôi ta. Bây giờ Thiên Hồ Sơn gặp phải tai họa, Lăng Nhi nhất định cùng Thiên Hồ Sơn kề vai sát cánh. Phía sau, một cô gái mặc váy trắng hành lễ và nói, Diệp Thiên Dật nhìn qua, cô gái này có chút ấn tượng, xinh xắn, quan trọng là nàng rất lợi hại, là đệ tử của mộ thủy ngưng. Đúng vậy. Thiên Hồ Sơn đã cho chúng ta vô số tài nguyên tu luyện, cho chúng ta tất cả những điều tốt nhất, cho ta một vị sư tôn tốt. Ta. Nguyện ý cùng Thiên Hồ Sơn kề vai sát cánh. Một nam đệ tử khác cũng dọc dạc hùng hồn nói, đại đệ tử của lục trưởng lão Thiên Hồ Sơn, ta cũng vậy. Cả ta nữa chúng ta cùng thiên hồ sơn kề vai sát cánh. Mấy chục người đồng thanh hô lên, đều là đệ tử trưởng lão của thiên hồ sơn, bọn họ có tình cảm sâu nặng với thiên hồ sơn cũng như với sư tôn của mình, nếu như bọn họ chạy trốn trước khi bắt đầu trận chiến, thật sự sẽ bị thiên hạ chê cười. Ôi dào! Tô Mỹ Nhi liếc nhìn các đệ tử sụp sôi chí khí nói, các ngươi sao, người nào cũng chỉ mới đạt tới lĩnh vực cảnh. Các ngươi có thể giúp cái gì? Không có gì cả tất cả mọi người. Diệp Thiên giật lắc đầu bất lực. Tô Mị Nhi nói thẳng vào sự thật. Bọn Bọn ta nguyện ý cùng Thiên Hồ Sơn đồng tâm hiệp lực, hơn nữa đối phương cũng có lĩnh vực cảnh. Giao những người đó cho chúng ta. Đúng vậy. Nếu bọn chúng dám tới, chúng ta sẽ khiến bọn chúng phải chết. Ta nghĩ các ngươi quá thận trọng rồi, cái đó không cần thiết một giọng nói đột ngột vang lên khiến mọi người đều tròn mắt nhìn về phía hắn lý bang chậm rãi đi tới sau đó nhìn về phía mọi người tông chủ thiên hồ sơn các vị trưởng lão các vị cường giả các ngươi thật sự không phải lo lắng tên nhóc con này ngươi chạy ra ngoài làm gì mau trở lại đi lục trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn lý bang sư tôn ta chỉ muốn mọi người bớt lo lắng chuyện nhỏ như vậy thực sự mọi người không cần thiết phải hoảng sợ lý bang nhìn lục trưởng lão nói tất cả mọi người chỉ là chuyện nhỏ tên ngốc này từ đâu xuất hiện vậy dịp thiên dật hắn dường như đã đoán được tên lý bang này muốn nói cái gì rồi hai nói đi sau đó lý bang chỉ vào dịp thiên dật nói mọi người chỉ cần có anh dịp ở thiên hồ sơn đừng nói đến nhiều tông môn như vậy cái quái gì mà bất tử thiên đường hay là ngũ hành tông môn gì cũng vô dụng hết. Kể cả những người ở thượng vị diện đến đây, thì ở trước mặt anh Diệp đều vô dụng hết. Tất cả mọi người. Ta nói này Lý Ban Sư Đệ, đừng có mù quáng như thế chứ. Đúng vậy, Diệp Tiểu Sư Đệ rất lợi hại. Mọi người đều biết điều này. Nhưng những gì ngươi nói khiến mọi người thật muốn mắng ngươi ngốc, nhưng mà nể tình đồng môn cho nên mới không mắng ngươi thôi. Một người thanh niên chỉ vào Lý Bang và nói đúng vậy diệp sư đệ thực sự rất lợi hại một mình hắn lại có thể khiến hỏa thần tông thảm hại như thế nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc đối thủ có rất nhiều cường giả những tên cáo già kia cũng không phải là kẻ ngốc linh khí mà diệp sư đệ đang sử dụng còn có thể bao nhiêu mọi người đều hiểu rõ một người khác lại nói đúng vậy diệp sư đệ nếu có thể tốt hơn hết ngươi nên rời khỏi thiên hồ sơn càng sớm càng tốt Diệp sư đệ đã trở thành mục tiêu săn lùng của rất nhiều người rồi, hơn nữa Diệp sư đệ còn nắm trong tay một linh khí lợi hại như vậy. Họ nhất định sẽ liều mạng tranh giành và tiêu diệt ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra với Diệp sư đệ, ta, ta. Một nữ đệ tử Thiên Hồ Sơn sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ bừng. Mặc dù hôm nay Diệp sư đệ đi rồi, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng ta vẫn muốn Diệp sư đệ có thể rời đi hơn nữa sau trận chiến này ta cũng có thể không còn nữa nếu có thể một cô gái chạy đến cạnh dịp thiên dật nhét một mảnh giấy vào tay dịp thiên dật thì thầm vào tay dịp thiên dật đây là số điện thoại của ta nói xong cô gái kiển chân hôn lên má dịp thiên dật sau đó đỏ mặt chạy đi tất cả mọi người bạch hàng tuyết dịp sư đệ ta hy vọng tất cả chúng ta có thể sống sót hy vọng thiên hồ sơn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì sau đó một cô gái khác chạy đến, kiển chân lên và tặng cho Diệp Thiên Dật một cái hôn vào má. Diệp Thiên Dật, Diệp sư đệ bảo trọng. Một cô gái khác lại chạy đến và hôn lên má hắn. Họ lần lượt trao cho hắn những nụ hôn ngọt ngào, tất cả đều hy vọng rằng Diệp Thiên Dật có thể rời đi, tất cả đều hy vọng có thể thể hiện tình cảm của mình với hắn trước khi hắn rời đi. Mọi người đều chết lặng. Dù sao cũng không nên làm thế chứ, nhìn xem. Đó là lý do tại sao ta không hề lo lắng chút nào. Anh Diệp là người được thiên định, hắn chính là nhân trung chi long, không có ai trên thế giới này so sánh được với hắn, chỉ cần nơi đâu có hắn, sẽ không có gì phải lo lắng. Hơn nữa chuyện này không có gì phải nghi ngờ, với sức mạnh của anh Diệp, Thiên Hồ Sơn sẽ vượt qua trở ngại này mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Không, không, căn bản không phải là một trở ngại gì cả. Lý Bang đi từng bước chậm rãi, tự tin như thánh nhân nhìn thấu hồng trần chậm rãi nói tất cả mọi người lục trưởng lão giận run cả người sau đó lý bang nói tối hôm qua không phải đã chứng minh sự nghịch thiên của anh diệp rồi sao ai nghĩ đến được chỉ có thể là ta ta đã nói trước rồi hơn nữa vừa rồi có rất nhiều sư tỷ đã bày tỏ tình cảm của mình với anh diệp rồi hơn nữa còn trao cho hắn những nụ hôn ngọt ngào chứng tỏ trong mắt bọn họ anh diệp là người vô cùng tốt chỉ người cực tốt mới có thể thu hút trái tim của biết bao cô gái tại sao người khác lại không làm được mà chỉ có anh diệp mới làm được hắn chính là người được thiên định hơn nữa sau đó lý ba nhìn về phía mộ thủy ngưng rồi nói ta cũng nghe nói tông chủ thật sự đã tỏ tình với anh diệp chuyện này tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử đại lục này chỉ có anh diệp mới có thể làm được còn không đủ đặc biệt không đủ nghịch thiên sao vì vậy các ngươi phải xem thật kỹ nhé một lát nữa sẽ đến lượt anh diệp thể hiện tuy những môn phái đó rất mạnh cường giả có vô số dù cho cảnh giới của anh diệp không bằng bọn họ nhưng anh diệp có thể nghịch thiên hắn không rời khỏi thiên hồ sơn điều đó chứng tỏ hắn có đủ tự tin nắm chắc phần thắng các vị sư huynh sư tỷ các ngươi không cần phải ra tay bởi vì không cần thiết nếu ngươi ra tay nhất định sẽ bị ánh sáng của anh Diệp làm lu mờ, không cần thiết, tông chủ, ngươi cũng biết anh Diệp lợi hại mới thích hắn, yêu hắn, tỏ tình với hắn, đúng không? Mộ thủy ngưng Người đâu, kéo hắn xuống cho ta. Mộ thủy ngưng nhẹ giọng nói, vâng. Lý bang Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác không nhìn thấu. Lý Bang hùng hồn nói trước khi bị kéo đi. Lý Bang bị kéo xuống mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, mẹ nó ở đâu ra cái tên ngớ ngẩn như vậy? Diệp Thiên giật một người có thể lật ngược được tình thế sao? bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, đúng vậy. hắn rất nghịch thiên, hắn thật sự khiến cho hỏa thần tông một tông phái lớn trở nên thảm hại như vậy. nhưng mấy chục môn phái lớn nhỏ đâu phải là kẻ ngu? họ biết hắn có một linh khí mạnh như vậy mà vẫn đến để tấn công. Đó rõ ràng là vì họ có đủ tự tin rằng mình có thể đối phó với loại linh khí thần kỳ của Diệp Thiên Dật, cảnh giới của hắn chẳng qua chỉ có như vậy, sức mạnh của hắn bị người khác kìm hãm rồi, làm sao hắn có thể nghịch thiên được nữa, cho nên cái tên mập mạp vừa rồi là một tên mù quáng ngớ ngẩn, Lý Ban rất tức, không phải là như vậy sao? Không phải tất cả những gì hắn biết đều trở thành sự thật sao? Chuyện này lẽ ra là như vậy chứ, ừm, chính là như vậy. Diệp Thiên giật sờ sờ chấp mũi nhìn đám người bọn họ và nói, ta nghĩ Lý Bang nói khá đúng mà, tại sao lại lôi hắn xuống? Mộ thủy ngưng thầm lắc đầu, nếu hắn thật sự có thể lật ngược tình thế, hắn cũng không mang chị cả lên thiên hồ sơn, tự ngươi chú ý an toàn của bản thân đi. Mọi người, hãy cầm chắc linh khí và chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Ở bên kia, hết thế lực này đến thế lực khác xuất hiện, chào mừng các vị hỏa thần tông. Minh Huyết chấp tay, chào mừng các vị Linh Mộc Tông. Chào mừng các vị Lôi Lăng Tông. Mỗi một thế lực đều phái đến khoảng chừng 10 thiên đạo, trăm thánh quân và hàng trăm thiên tôn. Tổng cộng các thế lực lại thì có bao nhiêu, tám thế lực, ngũ hành tông môn, bất tử thiên đường, hỏa vân sơn trang, bích hải triều sinh điện. Tám thế lực này, đương nhiên cũng có người của tội ác chi đô, nhưng chẳng qua tội ác chi đô tuy gọi là một thế lực, nhưng trong đó có quá nhiều nhánh thế lực có thể nói toàn bộ tội ác chi đô cộng vào đều mạnh khủng khiếp, nhưng làm gì có chuyện vì chuyện này mà tội ác chi đô xuất động toàn lực được. Nếu điều này xảy ra, đại lục cũng có thể bị xóa sổ chứ đừng nói là một thiên hồ sơn. Tội ác chi đô chỉ phái vài nhánh thế lực tham gia vào cuộc chiến lần này mà thôi, nói một cách đơn giản, tội ác chi đô là nơi có đủ thể loại người, bên trong cũng có thể có hàng trăm, hàng nghìn thế lực, sự việc này có thể đã thu hút sự hiện diện của một số thế lực ra tay hầu hết mọi người chung quan điểm là bớt được rắc rối nào thì hay cái đó. Suy cho cùng, là những người ở tội ác chi đô, họ thực chất là những kẻ đào tẩu trên toàn bộ đại lục tụ tập lại cùng một chỗ. Thiên độc tôn giả của tội ác chi đô. Hắc phong tôn giả, hắc long tôn giả. Các ngươi cũng đến rồi. Minh Huyết nhìn thấy hàng chục bóng người đang đáp xuống từ phía chân trời, nhanh chóng nói với một nụ cười. Minh Huyết là tông chủ của bất tử thiên đường, bàn về địa vị hắn ta không thua kém bất cứ ai, hơn 30 người này đều là thế lực của tội ác chi đô, họ đều tấn công Thiên Hồ Sơn với tư cách cá nhân của mình. Dù gì nếu tội ác chi đô có liên quan đến một sự kiện lớn nào đó, thì có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của Nguyệt Thần Cung, và sẽ phải chịu sự chỉ trích của toàn bộ đại lục. Nhưng là với tư cách cá nhân thì điều này cũng có sự khác biệt, nhìn thấy cảnh này, các cường giả ngũ hành tông môn, hỏa vân sơn trang hút một ngụm khí lạnh, có hơn 30 cường giả từ tội ác chi đô tới. Điều này, tại sao tội ác chi đô lại đến nhiều người như vậy? Lại có nhiều người quan tâm đến thiên hồ sơn như vậy sao? Tất bọn họ chắc chắn đạt tới cảnh giới thiên đạo cảnh. Chí tôn thiên đạo của tội ác chi đô rất hiếm khi xuất hiện, nhưng điều này cũng đã khiến họ quá ngạc nhiên rồi, đã nghĩ rằng nhiều lắm thì cũng chỉ có 7 đến 8 thế lực của tội ác chi đô chỉ phái ra 7 đến 8 cường giả mà thôi không đúng không đúng, bọn họ không có hứng thú với thiên hồ sơn, mà là hứng thú với cái linh khí nghịch thiên trong tay diệp thiên giật, vút vụ vụ lại có hàng chục bóng người từ xa bay đến. Bích Lam tôn giả, băng ma các hạ, còn có. Hạo hãn tôn giả. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy những bóng người đó lần lượt bay đến. Ai cũng trợn tròn mắt, Tần Hải chính là hạo hãn tôn giả, ánh mắt hắn quét qua quần chúng, có rất nhiều người e rằng độ khó của trò chơi tranh đoạt này là không thể tưởng tượng được yêu phong tôn giả yêu phong tôn giả cũng đến đây sao ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đàn ông tuấn tố mặc đồ trắng đang đi từ trên hư không đi tới yêu phong tôn giả thiên đạo cảnh cửu giai đã bước một chân vào chí tôn thiên đạo tội ác chi đô này đã bỏ hết ác chủ bài ra chơi rồi sao cái này cái này, cái này. các ngươi tội ác chi đô có ý gì đến cả yêu phong tôn giả của tội ác chi đô cũng ra tay, phái ra tổng cộng hơn 100 cường giả thiên đạo. Điều đó tương đương với việc 593 thế lực trong tội ác chi đô đã phái ra hơn 100 thiên đạo cảnh. Thiên Hồ Sơn hấp dẫn như vậy sao? Cảnh tượng này thực sự đã vượt qua cả mong đợi của Minh Huyết, hắn ta dự tính, không, chính xác là hắn chỉ liên lạc với 5 người ở tội ác chi đô mà thôi, có nghĩa là, theo đúng kế hoạch, chỉ có 8 đại tông môn và 5 thế lực của tội ác chi đô tấn công Thiên Hồ Sơn. Mà bây giờ, tội ác chi đô có hơn 100 cường giả, tương đương với việc đã phái hơn 100 thế lực của tội ác chi đô tới đây. Những người này chính là không mời mà tới, các vị đến từ tội ác chi đô, chuyện này là chuyện giữa 8 đại tông môn chúng ta và Thiên Hồ Sơn. Các vị đến từ tội ác chi đô không mời mà tới tấn công Thiên Hồ Sơn, các vị có ý gì? minh huyết nhìn họ và lạnh lùng nói ha ha minh huyết các hạ không cần phải oán trách vô cớ bổn tôn là hoàn toàn tình nguyện tấn công thiên hồ sơn đám cửu vĩ thiên hồ kia ở thiên hồ sơn rất kiêu ngạo bổn tôn chỉ cần thấy bọn họ là đã khó chịu rồi một lão giả nói đúng vậy nhưng cơ hội này muốn thảo phạt thiên hồ sơn bọn ta không muốn tài nguyên của thiên hồ sơn bọn ta chỉ muốn trừng trị cái sự kiêu ngạo của đám phụ nữ tự cho mình là cao quý kia thôi nhóm người ở tội ác chi đô nói. Hừ. Minh huyết cao mày, bọn họ làm sao có thể biết được mục đích của hơn 100 thiên đạo không mời mà đến này tham gia cùng bọn họ là gì, làm gì có khả năng bọn họ đồng ý cuốn vào trận chiến đầy mạo hiểm này chỉ vì trừng trị mấy người kia như lời họ nói. Bọn họ đến để làm gì? Không phải là có hứng thú đối với cái linh khí nghịch thiên trong tay dịp thiên giật chứ, nếu không phải vì chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, cho dù các đại tông môn bọn họ có tấn công thiên hồ sơn, thì tội ác chi đô nhất định sẽ không tham gia, nhưng chính là vì linh khí trong tay Diệp Thiên Dật đã khiến họ cảm thấy hứng thú. Linh khí đó quá nghịch thiên, giúp Diệp Thiên Dật một tên chỉ mới đạt tới lĩnh vực cảnh nhị giai lại tàn phá toàn bộ hỏa thần tông. Làm sao có thể không thấy hấp dẫn được cơ chứ? Minh Huyết thậm chí còn cảm thấy rằng việc có được linh khí trong tay Diệp Thiên Dật còn quan trọng hơn việc đánh bại Thiên Hồ Sơn nhưng hắn vẫn tính sai một bước lại có nhiều thế lực bên thứ ba cũng muốn ra tay như vậy không cần tài nguyên của thiên hồ sơn đúng các ngươi thực sự không cần nhưng tất cả các ngươi đều là vì linh khí trong tay diệp thiên dật con mẹ nó một đám cẩu tặc bổn tôn không giống các ngươi bổn tôn thực ra là nhắm đến thân thể của tông chủ thiên hồ sơn mộ thủy ngưng các vị ta có một lời thỉnh cầu các ngươi sau khi đánh xong đừng giết mộ thủy ngưng mà hãy giao nàng ta cho ta đa tại yêu phong tôn giả đứng trên không trung vừa ve vẫy cái quạt vừa cười nói thế lực bên này đều biết yêu phong tôn giả là người theo đuổi mộ thủy ngưng yêu phong tôn giả này ấy vậy mà lại là yêu tộc thiên phú cảnh giới cũng rất mạnh chỉ tiếc là mộ thủy ngưng làm sao có thể để ý đến cái loại này thậm chí mộ thủy ngưng còn đích thân giáo húng qua người này rồi cầu mà không được kết quả là cơ hội không phải đến rồi sao Thiên Hồ Sơn lần này gặp phải kiếp nạn như thế, vậy sau khi Thiên Hồ Sơn bị diệt môn, mộ thủy ngân thân là tông chủ, nàng hoặc là bị giết, hoặc là trốn chạy, hoặc là trọng thương. Trốn thì chắc là sẽ không đâu. Với sự kiêu ngạo của tộc cửu vĩ Thiên Hồ, các nàng thà chết trận còn hơn, cho nên, theo yêu phong tôn giả thấy, kết quả của mộ thủy ngưng đó chính là chết hoặc là trọng thương. Mà hắn cho những người này một ân tình. Chỉ cần nàng bị thương nặng là được, chỉ cần nàng bị thương nặng, hắn có 10.000 cách khiến nàng phải thần phục, yêu phong tôn giả thật đúng là si tình, vì tông chủ của thiên hồ sơn mà ở lại tội ác chi đô sợ là đến trăm năm rồi còn gì nữa nhỉ? Tần Hải nhìn yêu phong tôn giả nói. Hạo hãn tôn giả, xin hãy trông nom việc này một chút. Nếu như mộ thủy ngưng kia trở thành người phụ nữ của ta, tất cả những người giữ lại một mạng cho nàng đều có thể đạt được một viên vạn bàn tạo hóa đan. Vui, mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Ha ha ha, chuyện này không thành vấn đề. Tắt thành cho người khác chính là một chuyện tốt, phải không nào? Ha ha ha. Minh Huyết nhìn lướt qua xung quanh, bọn họ nhìn chung có chút tính toán trong lòng về thực lực của Thiên Hồ Sơn, năm chí tôn thiên đạo, khoảng 40 thiên đạo cảnh, hơn nghìn thánh quân cảnh, mấy nghìn thiên tôn cảnh. Xét về số lượng quả thật là nghiền ép bất kỳ một thế lực nào xung quanh tuy nhiên hiện tại. Hắn liếc mắt thoáng nhìn một cái. Xung quanh này hội tụ tám đại thế lực và hơn một trăm cường giả thiên đạo của tội ác chi đô, còn có cả chí tôn thiên đạo chưa hề ra mặt, đại khái bọn họ tổng cộng có khoảng chừng 250 thiên đạo, hơn 3.000 thánh quân, gần chục nghìn thiên tôn. Pháp tắc và lĩnh vực cảnh trong mỗi tông môn điều động không nhiều lắm, cộng lại cũng có hơn 500 người. Còn vượt quá dự tính của hắn 10 vị trí tôn thiên đạo, lần này thiên hồ sơn nhất định không thể có bất kỳ may mắn nào. Cái tên diệp thiên giật kia. Hừ, vô dụng thôi. Hoàn toàn vô dụng thôi, thế nhưng hiện tại mấu chốt nhất không phải là cái này, mà là vấn đề linh khí trong tay diệp thiên giật. Nếu nhiều thế lực như vậy đều vì linh khí trong tay Diệp Thiên Dật mà đến, hay là hắn không đi tranh đoạt nữa? Bất tử thiên đường có thể đạt được tài nguyên và thánh khí mạnh nhất của thiên hồ sơn là được rồi. Nghĩ như vậy, tuy rằng thiếu đi món linh khí nghịch thiên đó của Diệp Thiên Dật, thế nhưng Thiên Hồ Sơn nhất định sẽ bị hủy diệt. Dù gì thì đối với bất tử thiên đường mà nói, chỉ là có được ít hơn một chút mà thôi, tốt nhất vẫn là không nên gây chuyện không đâu, cứ để bọn họ đàng hoàng cướp đoạt đi, hắn chỉ cần tài nguyên của Thiên Hồ Sơn là được rồi. Vậy thì chư vị, nếu mọi người đều đã tới rồi, chúng ta liền xuất binh tiến đánh Thiên Hồ Sơn đi. Minh Huyết lạnh lùng nói một câu không tốt. Mộ thủy ngưng đứng ở chỗ cao nhìn về một màn lại một màn phía xa, con ngươi kịch liệt co lại, Diệp Thiên Giật đứng ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn. Thật là nhiều người. Chuyện này. Tội ác chi đô vậy mà lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, mộ thủy ngưng nhíu mày lại, những người này của tội ác chi đô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, không được. Phải tìm chị cả và chị hai. Lúc này mộ y vũ chạy tới chị cả và chị hai không biết làm cái gì ở trong tiểu thế giới gọi cũng không có phản ứng gì vào cũng không vào được mộ y vũ hơi cau mày lại nói mộ y vũ gọi mộ thủy ngưng là chị cả bởi vì các nàng đồng lứa mộ thủy ngưng chính là chị cả của nàng mộ thủy ngưng gọi mộ thiên tuyết là chị cả mộ thiên ngưng là chị hai nên mộ y vũ cũng là gọi theo như vậy cho nên trong tình huống mà các nàng đều có mặt thì không thể gọi mộ thủy ngưng là chị cả rồi. Sau đó chân mày đang nhíu chặt của mộ thủy ngưng giãn ra, vậy cũng đến lúc nên thể hiện tử tế thực lực của chúng ta cho chị cả và chị hai xem rồi. Hai tròng mắt của mộ thủy ngưng lóe lên tia sáng kỳ dị. Mộ y vũ nghe thấy lời của nàng, khóe miệng hơi chút dương lên. Dạ. Diệp thiên giật. Hai người con gái này. Có vẻ khá được đấy, cậu Diệp, ngươi đi trốn trước đi, bọn họ tới rồi. Mộ thủy ngưng nói xong liền đi ra ngoài. Trốn. Diệp Thiên giật nhún vai một cái, làm sao mà hắn có thể trốn được chứ, tất cả mọi người, lấy linh khí ra. Xoạt xoạt xoạt, sau đó gần chục nghìn cửu vĩ thiên hồ lấy linh khí cường đại của bản thân ra, cùng lúc đó dưới chân núi thiên hồ sơn, hơn mấy nghìn cường giả đỉnh cấp rốt cuộc đã tới, mà ở nơi không xa, đã có nhiều người hội tụ ở đây, bọn họ không sợ chết, Chủ yếu là đa số bọn họ cũng là bách tính bình thường, còn có một chút võ giả bình thường, cũng không phải là tham gia góp vui không chơi chuyện lớn. Có đôi khi một vài việc đòi hỏi một số người tới truyền lại. Bọn họ đương nhiên là nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng phải những cường giả kia. Bọn họ chỉ có thể bị chết dưới võ kỹ phạm vi lớn mà cường giả phóng thích ra thôi, nhưng có người, bao gồm một vài phóng viên chiến trường, bọn họ chính là phải liều lĩnh xông đến những nơi hiểm nguy này xung quanh vòng ngoài cự ly mấy cây số, mười mấy cây số của toàn bộ thiên hồ sơn, sợ rằng hội tụ không dưới mấy chục nghìn người. Chết mịa! Chẳng biết tại sao lại bắt đầu đánh rồi. Ngũ hành tông môn, bất tử thiên đường, hỏa vân sơn trang, còn cả. Tội ác chi đô, e rằng vượt qua cả trăm cường giả thiên đạo, quá chấn động rồi. Lần này sợ rằng thiên hồ sơn không còn nữa rồi. Cũng không phải tự nhiên lại đánh đâu đây nhất định là sớm có mưu đồ từ trước đó rồi các ngươi không nghe nói đến sự việc khuya ngày hôm trước à một đệ tử của thiên hồ sơn nhờ vào một loại linh khí nghịch thiên nào đó suýt chút nữa diệt hỏa thần tông rồi đơn giản là nghịch thiên chuyện này chính là mồi lửa dẫn đến chuyện này ôi gần đây đại lục này rốt cuộc là thế nào đấy trước đó không lâu mấy trăm thiên đạo cảnh mấy chục triệu đại quân của hai đại đỉnh cấp đế quốc là đế quốc Cửu Châu và đế quốc Lôi Lăng vừa đánh xong, vừa hạ màn, bên này gần 10 thế lực lại bắt đầu đánh rồi, gần đây đại lục thật sự không yên ổn mà. Nói cũng phải đó, có điều nói thật là ta cảm thấy Thiên Hồ Sơn thật sự quá bất đắc dĩ rồi. Thiên Hồ Sơn là một thế lực tốt biết bao, hơn nữa thường lệ đều có cửu vĩ Thiên Hồ xuống núi đi đến thị trấn bên cạnh giúp đỡ mọi người một chút việc nhỏ. Thật lòng mà nói, bao nhiêu thế lực của nhân tộc không bóc lột bách tính đã là tốt rồi chứ đừng mong họ giúp đỡ, yêu tộc người ta lại. Nhưng mà, người hiền thì bị bắt nạt, hai. Chúng ta những người này cũng không giúp được việc gì. Những thế lực khác của đại lục, cũng không dễ giúp. Lần này e rằng thiên hồ sơn nguy hiểm rồi. Những người đó ở xa xa nhìn thấy một màn bên này, nghị luận ầm ĩ, có người mở phát sóng trực tiếp lên rồi quay từ xa mà việc này sau khi trải qua chuyện khuya ngày hôm trước kia của dịp thiên dật phát triển thêm ra độ quan tâm của toàn bộ đại lục đều đổ dồn về việc này cả đám vừa mở phát sóng trực tiếp những quần chúng trước điện thoại di động đã ào ào vào xem nữ hoàng bệ hạ thiên hồ sơn bị tấn công rồi chu tử tuyết cầm điện thoại đi đến cạnh thường hy thiên hồ sơn dịp thiên dật không phải là đi thiên hồ sơn rồi sao thường hy xoa xoa huyệt thái dương sau đó nhìn lại nhíu chặt mày sáng sớm hôm qua nghe nói một đệ tử mới của thiên hồ sơn xém chút hủy diệt hỏa thần tông rồi, chắc là không phải. Hắn làm đâu nhỉ? Tin tức này lan tỏa đi rất nhanh, nhưng do lúc đó Diệp Thiên Dật đánh hỏa thần tông, hỏa thần tông cũng không biết hắn là Diệp Thiên Dật, cho nên chuyện này truyền bá đến đại lục, những người khác càng không thể biết là do Diệp Thiên Dật làm. Cho nên Thường Hy cũng không rõ lắm. Nàng chỉ biết là có chuyện này. Thế nhưng, trên đời này có thể nghịch thiên như vậy, cảnh giới thấp mà lại làm được loại chuyện như vậy, thường hy thấy, duy chỉ có dịp thiên giật là có thể làm được thôi, là hắn. Chu tử tuyết nói. Thường hy xoa xoa huyệt thái dương. Người này. Đơn giản là. Khiến nàng không biết nên nói thế nào nữa rồi, đúng, quả thật rất lợi hại, có năng lực, nghịch thiên. Nhưng. Ngươi vừa đến thiên hồ sơn bao lâu chứ? ngươi liền xử luôn hỏa thần tông nhà người ta rồi sau đó hiện tại tông môn đó ở bên kia cộng thêm tội ác chi đô phát động tông môn đại chiến với thiên hồ sơn người này cũng quá có thể gây sự rồi còn gì quả thực vô địch rồi nữ hoàng bệ hạ chúng ta thường hy lắc đầu không cần làm gì cả im lặng theo dõi là được rồi ngược lại ta muốn xem xem cái tên dịp thiên vật này còn có thể thể hiện ra năng lực phi phàm gì sự tín nhiệm và tự tin của Thường Hy đối với Diệp Thiên Dật đã đạt tới một trình độ gần như có chút mù quáng rồi, đúng vậy, trước đây lần lượt khiếp sợ có lẽ vẫn không làm cho nàng tự tin mù quáng vào Diệp Thiên Dật đến thế, dù sao cảnh giới của hắn cũng bày ra trước mắt. Tuy nhiên trải chuyện tối hôm trước một mình hắn xử lý cả hỏa thần tông, nàng phát hiện, người này phàm là làm bất kỳ chuyện gì ngươi nghĩ không có khả năng thì vào tay hắn cũng đều là có khả năng. Cho nên, lo lắng thì vẫn cứ lo lắng, nhưng chỉ cần lựa chọn của dịp thiên vật không phải là chạy vậy hắn chắc chắn lại muốn nghịch thiên nữa rồi hiện tại theo thường hy thấy sợ rằng dịp thiên vật này lại sắp nghịch thiên nữa rồi được sau đó hai người cùng ngồi đó xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động phong nhã sư tôn phong nhã mở đôi mắt đẹp ra sau đó nhanh chóng thi lễ một cái anh thiên vật của ngươi lại gây chuyện rồi nè tà phi đưa điện thoại di động cho phong nhã xem phong nhã sững sờ một chút sau đó nhìn về phía điện thoại di động chuyện này phong nhã do dự một chút sau đó nói anh thiên giật sẽ không sao đâu vậy thì cùng xem thằng nhóc này còn có thể nghịch thiên như thế nào đi tà phi cũng là theo bản năng cho rằng tên nhóc này tuyệt đối sẽ không thể nào có chuyện được cô thi ơi cô thi ơi dịp thiên giật lại gây chuyện nữa rồi họa thủy mặc áo ngủ chạy vào phòng của thi gia nhất bản tiên nữ cũng đang xem đây thật sự phục hắn rồi sẽ không có chuyện đâu nhỉ dịp thiên giật đê tiện như vậy người xấu bao giờ cũng sống lâu từng không sao đâu bao gồm tịch thiên vũ của lôi lăng tông lôi vũ âm cũng đều đang theo dõi chuyện này mặc dù lôi lăng tông là tông môn mà các nàng ở hiện tại nhưng các nàng cũng chỉ là đệ tử mới cũng không có tư cách ngăn cản lôi lăng tông ra tay với thiên hồ sơn các nàng chỉ có thể cầu nguyện cho người này không gặp phải chuyện xấu thôi chị em liễu khuynh ngữ liễu thiển thiển và tử yên nhiên các nàng đương nhiên cũng biết dịp thiên dật đi thiên hồ sơn mặc dù không nhắc đến tên người kia là gì nhưng các nàng nghe được chuyện này liền theo bản năng cảm thấy người này chính là hắn trên đại lục này lĩnh vực cảnh có thể nghịch thiên như vậy còn có thể tìm thấy người thứ hai sao các nàng thật sự là phục rồi anh thiên dật là ngươi sao trong một tòa cung điện băng tinh, tinh bảo bảo cắn môi nhìn nội dung phát sóng trực tiếp trước mặt. Nàng không nhìn thấy Diệp Thiên Dật, nhưng mấy ngày này nàng luôn quan tâm đến tất cả những chuyện liên quan tới Diệp Thiên Dật, bao gồm cả đế quốc Cửu Châu, bao gồm cả Hỏa Thần Tông. Nàng theo bản năng liền sẽ liên tưởng đến Diệp Thiên Dật, bởi vì chỉ có anh Thiên Dật mới có thể nghịch thiên như vậy. Đâu chỉ dừng lại ở các cô gái của Diệp Thiên Dật, cường giả của các đại tông môn kia, Ngụy Trường Sinh, Gia Cát Phong, và các thanh thiên bọn họ nghe nói việc này thì đều kinh ngạc đến ngay người rồi cái người này rốt cuộc muốn nghịch thiên bao nhiêu lần đây mà lần này nhất định cũng là hắn vậy hắn đến tột cùng còn có thể tiếp tục nghịch thiên không có trời mới biết có bao nhiêu cường giả đỉnh cấp đang theo dõi chuyện này qua màn hình điện thoại bọn họ đề chờ mong bóng hình của dịp thiên vật xuất hiện trong màn ảnh dưới chân núi thiên hồ sơn cường giả đứng ở nơi đó nhiều đếm không xuể chiến lực của những số lượng cường giả này gộp lại bạo phát lên sẽ đáng sợ bao nhiêu đây. Hơn nữa chí tôn thiên đạo còn chưa lộ diện đâu, hừ, chư vị của thiên hồ sơn sao mà đều trốn đi hết rồi. Hỏa thiên triều của hỏa thần tông chỉ vào thiên hồ sơn tức giận quát một tiếng. Có bản lĩnh. Vào đây rồi hãy nói. Thanh âm có chút mịt mờ của mộ thủy ngưng truyền đến từ trong hư không, chư vị, nơi này nhất định có hộ tông đại trận của thiên hồ sơn, tất cả mọi người theo sát vào cẩn thận một chút lôi linh tôn giả nói một câu theo đó nhìn về phía những cường giả khác trước tiên chúng ta cùng nhau đi vào được sau đó bọn họ bước chân vào bên trong hộ tông đại trận sau khi bọn họ cùng nhau đi vào thì phát hiện ra một việc người bên cạnh đâu rồi rõ ràng là mọi người cùng nhau đi vào qua lại còn có thể phối hợp với nhau thế nhưng lại phát hiện xung quanh chỉ còn mỗi bọn họ ngu ngốc Mộ thủy ngưng nhìn dưới chân núi, đôi mắt lóe ra cùng cuộn sát ý, bọn họ cho rằng hộ tông đại trận của thiên hồ sơn ta là đại trận phòng ngự tầm thường sao. Nực cười. Mộ y vũ lạnh lùng nói một câu. Đó là đại trận gì vậy? Diệp thiên giật hỏi. Vô thượng âm dương trận. a a a a a Lời này mộ thủy ngưng mới vừa nói xong, phía dưới đã vang lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Phải biết rằng, những người đi vào trước thấp nhất cũng là thiên tôn cảnh a a a a a a a a càng nhiều tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên nhưng mà chỉ có bọn họ là có thể nghe thấy người trong trận pháp bao gồm những người vẫn chưa tiến vào trận pháp đó đều không nghe được cũng không thấy được cho nên những người đó lần lượt đều không biết sống chết mà tiến vào bên trong đó chẳng phải là nói bọn họ sắp kết thúc rồi sao bạch hàn tuyết nghi ngờ hỏi nào có đơn giản như vậy Đại trận này có thể gây tổn thương cho một vài thiên đạo, đánh chết một vài thánh quân và thiên tôn như vậy cũng đủ rồi, chỉ là làm suy yếu sức mạnh của bọn họ một chút mà thôi, còn về phần hoàn toàn chặn bọn họ, đó cũng là chuyện không thể nào. Mộ Thủy Ngưng nói, sau đó lại liếc mắt nhìn về hướng của tiểu thế giới một cái, chị cả và chị hai của nàng vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Tất cả mọi người đừng vội đi vào. Lúc này hạo hãng tôn giả tần hải nhíu mày liếc mắt nhìn một cái sau đó nói đây là vô thượng âm dương trận tất cả thánh quân cảnh bao gồm võ giả dưới thánh quân cảnh không được tiến vào nữa có rủi ro mất mạng tất cả những cường giả thiên đạo khác nếu như tín nhiệm bản tôn toàn bộ theo bản tôn tiến vào vô thượng âm dương đại trận nếu không tổn thất nhất định sẽ không nhỏ được mấy tên thiên đạo này đâu phải dạng vừa đâu đâu phải là sẽ bị một đại trận dọa cho phát sợ chứ sau đó mấy chục vị thiên đạo ai nấy đều dũng mãnh tràn vào trong đại trận, 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua, ầm, một tiếng nổ vang đáng sợ đi kèm với linh lực cuồng cuộn ngất trời truyền đến. A. À. Sau đó hơn nửa thiên đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là âm thanh máu tươi phun ra, mà những thánh quân và thiên tôn cảnh tiến vào nơi đó trên cơ bản là đã chết hết rồi, phù. Tần Hải phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Hồ Sơn, thủ đoạn thật là âm hiểm. Những người khác thật sự ngơ ngác Chuyện gì xảy ra thế này Nãy giờ bọn họ cũng không nhìn thấy những chuyện bên trong Mãi đến bây giờ Lúc này bước vào có hơn 100 thiên tôn và thánh quân Còn có hơn 50 thiên đạo Nhưng bây giờ Tất cả thiên tôn đều chết rồi thi thể thê thảm nằm ở đó Khắp người đều là vết chém Cảm giác như bị đau chém từng nhát đến chết Còn thánh quân thì một nửa còn lại là sống sót Có điều xem tình hình này không tốt lắm thiên đạo thì có người nhìn quá có vẻ không tệ lắm có người thì bị thương khá nghiêm trọng quả nhiên đây chính là thiên hồ sơn vô thượng âm dương đại trận ta đã nghe nói ở đây có một loại trận địa khi bước vào sẽ bị mê hoặc bên trong có sức mạnh đặc biệt cụ thể ta không rõ lắm nhưng mà hiển nhiên những cường giả kia biết rõ đây là vô thượng âm dương đại trận bọn hắn biết cách phá giải trận pháp này chỉ là thiên hồ sơn này há lại là ăn chay sao ý gì đây ý nghĩa rất đơn giản những cường giả của thiên hồ sơn đều biết nhất định sẽ có người nhận ra đây là vô thượng âm dương đại trận bọn họ mới tương kế tự kế cải tạo lại vô thượng âm dương đại trận người tiến vào sẽ tổn thất nặng nề bởi vì cách phá trận thông thường sẽ lại kích phát ra một lực lượng khác khiến cho hơn trăm thiên tôn mấy chục thánh quân trực tiếp ngã xuống thậm chí thiên đạo đều bị thương quả nhiên quả nhiên đường đường là thiên hồ sơn lại để những người này đi qua dễ dường được chứ thật đáng tiếc nếu như không phải hạo hãn tôn giả ngăn cản những người khác đi vào nếu như bọn họ tiến vào e rằng trực tiếp bị một chiêu này của thiên hồ sơn giết chết những người ở xa nghị luận sôi nổi mộ thủy Ngân thầm cảm thấy có chút thật đáng tiếc sau đó giọng nói của nàng vang lên trên hư không xạo quyệt thiên hồ sơn bày trận ở đây các ngươi tự bước vào tự mình tấn công thiên hồ sơn còn trách bổn tôn Hạo Hãn tôn giả và hơn trăm thiên đạo của tội ác Chi Đô, còn có tám đại tông môn cùng nhau đánh Thiên Hồ Sơn, nói ra những lời này mà không thấy ngại à? Hừ. Tần Hải hừ lạnh một tiếng. Không ai biết chuyện hắn là ông nội của Tần Hạo, người khác chỉ biết ông nội của Tần Hạo là người của tội ác Chi Đô, nhưng cũng không ai biết cụ thể là người nào, Hỏa Thiên Triều trong lòng kinh hải, may mà hắn không đi vào. Vì hắn chỉ là thánh quân cảnh vẫn chưa đến nỗi lợi hại lắm nếu như đi vào phỏng đoán không tránh khỏi cái chết quả nhiên không nên đánh giá thấp thiên hồ sơn tất cả mọi người xông lên minh huyết đứng dậy hắn bị thương nhẹ những thiên tôn thánh quân chết rồi hắn cũng rất khó chịu bởi vì trong số đó có người của bất tử thiên đường hắn nhưng đều không sao cả chỉ cần có thể hạ được thiên hồ sơn chỉ cần có thể lấy được bảo vật của thiên hồ sơn thì tất cả những thứ này đều đáng giá rất nhanh các cường giả của tám tông bay nhanh đến, hoặc là từ hư không bước đến, bởi vì bọn họ là đến đánh thiên hồ sơn rồi, những người bên dưới đứng xem bọn họ cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ thù, không ai quan tâm đến tâm ý của bọn hắn. Rất nhiều người cũng đi tới thiên hồ sơn trên chủ phong của thiên hồ sơn, gần 10.000 cửu vĩ thiên hồ tay cầm linh khí tập trung ở đó. Mộ Thủy Ngưng và Mộ Y Vũ đứng ở phía trước nhất. Mộ Tông Chủ, lâu rồi không gặp. Quỷ Phong từ hư không rơi xuống trước mặt nàng, đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đây chính là người phụ nữ mà cả đời này hắn mong muốn có được, không cần biết làm cách nào cũng phải có được. Có được trái tim nàng hay không không quan trọng, có được cơ thể nàng đã đủ rồi, Quỷ Phong Tôn giả cũng đến tham gia vào vũng nước đục này sao? Mộ Thủy Ngưng nhìn Quỷ Phong, hơi nhíu mày lại. "Ha ha, nếu Mộ Tông chủ bằng lòng đồng ý là người phụ nữ của bổn tôn, vậy thì bổn tôn có thể đến đây giúp Thiên Hồ Sơn?" mộ tông chủ thấy sao, được thôi. Vậy người qua đây đi. Mộ thủy ngưng bình thản nóp thiên giật. Đậu mé. Thật sao? Quỷ phong đi qua trước mặt những cường giả đi về phía thiên hồ sơn. Đột nhiên thân thể hắn đâm vào một cái kết giới trước mặt mà hắn cũng không nhận ra, trong tích tắc, lòng ngực hắn nhuộm đỏ máu, quỷ phong căng thẳng đi lùi lại phía sau, sau đó ôm lấy ngực mình phẫn nộ nhìn mộ thủy ngượng tông chủ, ngươi chọc giận bổn tôn rồi. Quỷ phong hung hăng nhìn chầm chầm mộ thủy ngưỡng quỷ phong tôn giả, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng mà còn có câu này. Hồng nhan họa thủy. Ngươi cần phải cẩn thận, minh tuyết nón kiếm. Mộ thủy ngưng thấp giọng hạ ngạ. Ngay sau đó, gần 10.000 linh khí bay thẳng lên, hóa thành con rồng dài lao tới các cường giả trước mặt. Sau đó các thành viên thiên hồ sơn lần lượt dơ kiếm tấn công những người kia, hiện tại đã có kết giới phong tỏa, đây là lớp phòng ngự cuối cùng, các nàng chỉ có thể dựa vào lớp phòng ngự cuối cùng này để giảm bớt số lượng đối thủ. Diệp Thiên Giật nhìn một màn này âm thầm không nói gì. Thánh quân và thiên đạo còn đỡ, những thiên tôn ở đây sức mạnh hiện rõ có chút yếu, từng người từng người hét lên rồi ngã vào vũng máu. Quả nhiên muốn tấn công thiên hồ sơn thật không dễ dàng gì, mọi người, hợp lực đánh tan kết giới. Minh huyết hét lên, ia a a a a một loạt lực lượng đáng sợ bắn phá kết giới mạnh mẽ đó. Sẵn sàng chiến đấu. Mộ thủy ngưng nói một quân, mọi người thu hồi linh khí, khí thế bừng bừng kết giới nổ tin, sau đó vô số cường giả lao vào, trận chiến sắp bắt đầu, vù 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 mọi người thiên hồ sơn trực tiếp nhắm thẳng đánh lên. Trận chiến đã bắt đầu tiểu hàng tuyết, ngươi đừng đánh. Diệp thiên giấc nói, sau đó duỗi tay ra, phần viên có được từ hỏa thần tôn xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi! Bạch Hàng Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật trực tiếp xông lên, nhíu mày lại, Diệp Thiên Dật. Hỏa Thiên Triều không thèm để ý đến bất kỳ người nào của Thiên Hồ Sơn, sau khi xông vào, mục tiêu trực tiếp chính là Diệp Thiên Đật bổn tôn đánh chết ngươi. Hỏa Thiên Triều phẫn nộ hét lên. Hỏa Bạo Thiên Tinh, Mộ Thủy Ngân đang chiến đấu liếc nhìn Diệp Thiên Dật thận. Trong tích tắc, Diệp Thiên Dật bị ngọn lửa nuốt chửng. Diệp Thiên Dật. Ở phía xa, Bạch Hàng Tuyết nhìn một màn này không khỏi lo lắng hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, những người đến xem trò vui phía sau cũng đến rồi, bọn họ nhìn thấy đường đường là tông chủ hỏa thần tông vậy mà ra tay với một tên nhóc. Chính là hắn, người trẻ tuổi bị tông chủ hỏa thần tông tấn công nhất định chính là người mà tối hôm trước phá hủy hỏa thần tông, nếu không hỏa thần tông tuyệt đối không thể nào phẫn nộ đối với hắn như vậy. Đây, trực tiếp bị đánh bởi một lực lượng kinh khủng như thế, hắn không sao chứ có lẽ không sao đâu dù gì hắn cũng là người không đơn giản hỏa thiên triều không hề nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy khi ngọn lửa biến mất hình dáng của dịp thiên dật vẫn nguyên vẹn đứng ở đó cảm giác không ai địch lại nổi thật tốt trong lúc này mọi người đều nghĩ là linh khí của dịp thiên dật ra trận có hiệu nghiệm cho nên hắn mới không hề bị gì nhưng mà công dụng gì vậy chứ tuy nhiên cảnh tiếp theo khiến mọi người hơi bối rối mọi người cứ nghĩ một số lượng lớn thiên đạo sẽ trực tiếp cùng những cường giả thiên hồ sơn giao chiến, nhưng khi trận chiến bắt đầu, một nửa cường giả của tám đại tông môn và hơn một trăm cường giả của tội ác chi đô, bọn họ trực tiếp bỏ qua cường giả của thiên hồ sơn, toàn bộ tập trung tấn công một mình diệp thiên đợi rõ ràng, linh khí của diệp thiên giật trong mặt bọn họ là mạnh nhất, cũng là thứ dễ dàng lấy được nhất. Bọn họ cũng nghĩ giống như những gì lúc trước Tần Hải nói, những thứ khác ta có thể không cần, nhưng linh khí của Diệp Thiên Dật nhất định phải có được, như thể đã ngầm hiểu ý nhau, bọn họ đều lao lên tấn công Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật. Không sai, đừng nói người khác, trong cảnh này, hơn mộ trăm cường giả thiên đạo cảnh khóa chặt Diệp Thiên Dật, bản thân hắn đều ngơ luôn rồi, đệt con mợ. Các anh em đừng như vậy chứ. Mặc dù ta bất khả chiến bại, nhưng mà các ngươi cũng không thể làm như vậy với ta chứ.